nhìn thấy quý trung thất bại ông già áo xám không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên trong thâm tâm ông ta biết chủ nhân của mình mạnh đến mức nào ở lục địa thiên vũ bất diệt cảnh được xếp vào hàng mạnh nhất cộng thêm tài năng kiếm đạo của hắn ta vậy mà lại thua một tên nhóc thần tàng cảnh ư lập tức ánh mắt của ông ta quét về phía trần mộc trong đôi mắt lão luyện hiện lên một tia nghiêm túc lạ thường phương thanh điệp hát miệng trên khuôn mặt lạnh lùng hiện lên một tia ngạc nhiên lần này trần mộc hoàn toàn khác với lúc chiến đấu với từ thương uyên hắn không sử dụng bất kỳ sức mạnh của thần ấn nào đã nhường rồi trần mộc chắp tay mỉm cười nói ha 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 quý trung lại cười mấy tiếng chắp tay ta tên là quý trung bữa cơm hôm nay ta sẽ ghi nhớ nếu sau này các ngươi gặp phải phiền phức gì ở trung thổ thần châu thì cứ thoải mái đến tìm ta ta sẽ cố giúp ngươi trong khả năng của mình sau đó hắn ta nhìn về phía ông già áo xám ông già áo xám lập tức hiểu ý của hắn không chút do so dự dùng móng tay sắc nhọn đâm vào tim mình mí mắt phương thanh điệp không khỏi giật giật trước cảnh tượng này ông già áo xám lấy từ trong tim lấy ra một viên linh thạch búng ngón tay bắn về phía trần mộc sau đó biến thành một thi thể rồi ngã xuống viên linh thạch này là toàn bộ sức mạnh của ông ta với tư cách là người hầu linh lực ẩn chứa trong loại linh thạch này tinh khiết hơn vô số lần so với linh thạch cực phẩm hấp thu loại linh thạch này sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ nào còn những người hầu này võ công mà họ tu luyện đều là những công pháp đặc biệt chỉ phục vụ cho gia tộc của mình cả cuộc đời họ chẳng khác nào con dối bị người khác thao túng trần mộc đã quen với cảnh này rồi cáo từ quy trung chấp tay xoay người rời đi trần mộc cầm viên linh thạch màu đỏ rực xoa nhẹ lên bề mặt rồi đặt nó vào nhẫn không gian trần mộc không ngờ ngươi thật sự có thể đánh bại hắn ta ta còn tưởng ngươi lành ít giữ nhiều rồi chứ phương thanh điệp đi tới với vẻ mặt thoải mái cười nói thắng ư cũng không hẳn trần mộc nhìn bóng dáng thanh niên rời đi cuối cùng lắc đầu cười nói hắn đang áp chế linh lực để chiến đấu cùng ta nếu không ta sẽ không thoải mái như vậy đâu. Chân áp linh lực, Phương Thanh Điệp hít một hơi lạnh, đôi mắt đẹp hơi mở to, hiện lên vẻ ngạc nhiên. Chắc hẳn đã đã đạt tới bất diệt cảnh tầng thứ ba rồi, Trần Mộc cười nói. Có chút thú vị, không ngờ trong một ngàn năm qua, Trung Thổ Thần Châu không hề suy tàn mà còn sinh ra rất nhiều thiên tài đáng ngạc nhiên khiến hắn không thể ngờ tới. Quy chung, Phương Thanh Điệp mím môi, đôi mắt đẹp nhìn về phía thanh niên rời đi, bất diệt cảnh tầng ba, với thực lực như vậy, hắn đã có thể thống trị toàn bộ Nam Châu rồi nhưng khi còn trung thổ thần châu nàng ta chưa từng nghe nói đến thành tích gì đáng ngạc nhiên về hắn chứng tỏ quý trung là người rất kỳ náo cây cao thì sẽ bị gió quật ngã trước những siêu thiên tài ở trung thổ thần châu đúng là khôn ngoan và mưu mô nam châu giới có danh sách thiên tài nhưng trung thổ thần châu lại không có bởi danh sách nào cũng chỉ là một trò đùa những siêu thiên tài thực sự đó rất thông thạo nghệ thuật ẩn nấp nhìn chung họ không dễ dàng bộc lộ toàn bộ sức mạnh của mình trừ khi ở trong thời điểm nguy kịch giống như bây giờ cho dù đối đầu với trần mộc một võ giả thần tàng cảnh tầng 9, hắn ta cũng phải che giấu sức mạnh của mình, so với những người được gọi là siêu thiên tài ở Nam Châu thì giữa họ có một khoảng cách rất lớn, không cùng một cấp bậc. Hãy lấp đầy bụng trước rồi tiếp tục lên đường thôi, Trần Mộc nói. Được, Phương Thanh Điệp gật đầu, trên mặt lộ vẻ mặt nghiêm túc. Bóng tối tan đi, bình minh trở lại. Khi tia nắng sớm mai chiếu xuống, Trần Mộc và Phương Thanh Điệp lại tiếp tục lên đường, hướng về trung thổ thần châu. Và vài ngày sau, cuối cùng họ đã đến thiên nguyệt thần thành ở trung thổ thần châu thiên nguyệt thần thành hoàn toàn khác biệt với tất cả thành trấn ở nam châu nơi này rộng lớn như một đế quốc chiếm đóng một diện tích mênh mông vô tận vì đây từng là nơi đặt nền móng của bắc kiếm tông nên từ xa xưa nó đã là một thành trấn cổ cực kỳ nổi tiếng ở trung thổ thần châu bây giờ đại hội bách hoa đã được tổ chức thành trấn rộng lớn này lại càng trở thành địa điểm nổi tiếng nhất ở trung thổ thần châu trong bán kính một trăm dặm những bóng sáng giống như những con châu chấu phủ kín bầu trời số lượng lớn đều đang lao xuống về phía thiên nguyệt thần thành những bóng sáng này đều là võ giả thực lực của mỗi người ít nhất cũng vượt qua cảnh giới thần tàng so với nam châu thực lực chung của võ giả ở đây cao hơn rất nhiều khi đến thành trấn này trần mộc có thể cảm giác được trong thành đã có vài luồng khí tức cực kỳ đáng sợ xem ra rất nhiều người đã đến để tham gia đại hội bách hoa tránh ra tránh ra đừng ở đây cản đường đột nhiên giữa thành trấn náo nhiệt đột nhiên vang lên một âm thanh nóng nảy từ trên trời từ xa một cỗ chiến xa bằng đồng đang lao vút qua bầu trời mang theo những tiếng kêu ầm ầm chói tai cỗ xe ấy phủ đầy vết tích của thời gian tỏa ra khí tức của sự lâu đời trên đầu xe có một mảnh vải đen che đi thứ bên trong hướng nó đi tới là bách hoa lâu ở phía xa đây là cái gì phương thanh điệp nhìn chằm chằm chiến xa câu mày hỏi ta không biết nhưng hình như phía dưới tấm vải đen kia có người trần mộc đáp hắn có thể cảm nhận được hơi thở của một người sống đang bị giam cầm trên cỗ xe tới bách hoa lâu xem sao đã trần mộc nói hai người nhanh chóng lao tới bách hoa lâu bách hoa lâu nằm ở phía đông của thiên nguyệt thần thành các tòa lầu cổ kính được sắp xếp thành hàng mỗi tòa đều sáng sủa và rộng rãi ở lan can tinh xảo của các tòa lầu có thể nhìn thấy một số cô gái xinh đẹp khi chất tao nhã đang cầm quạt vẫy khách du lịch đi qua khách quan tới đây chơi đi thiếp hiệp sao không vào trong ngồi chơi xem múa nghe đàn ai ra tục ngữ có câu hoa nhà không thơm bằng hoa dại đại nhân có chắc là không muốn hái một bông không với giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào và quyến rũ, họ đứng ở lan can của tòa lầu để mời gọi khách hàng. Những cô gái xinh đẹp trắng trẻo, dịu dàng uyển chuyển, nhiệt tình lắc lư vòng eo gợi cảm không xương của mình, cảnh tượng này đối với bất kỳ người đàn ông nào đều có sức sát thương vô cùng lớn. Vị tiểu huynh đệ này, đúng, là người đó, không cần nhìn nữa, chính là người, mau tới đây, ở đây có rất nhiều mỹ nhân, mau vào chơi đi. Một tú bà không ngừng vẫy chiếc quạt của mình về phía Trần Mộc, giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân khụ trần mộc ho nhẹ một tiếng nhìn phương thanh điệp với vẻ mặt kỳ quái trên gò má lạnh lùng của phương thanh điệp hầu như không có một chút gợn sóng nào nhưng đôi mắt xinh đẹp của nàng ta lại tập trung vào trần mộc ta có thể đợi ngươi một nén hương cô cho rằng tôi chỉ có thể trụ được một nén hương thôi sao sao trần mộc nhìn thẳng vào nàng ta nhớ mày ban đầu trần mộc định trêu chọc cô gái luôn ngày thường vẫn luôn lạnh lùng này không ngờ khi nói đến chuyện nam nữ phương thanh điệp lại không hề rụt rè như những phụ nữ khác mà lại vô cùng bình tĩnh đôi gò má xinh đẹp vẫn không chút gợn sóng một nén hương không đủ thì thêm một nén hương nữa phương thanh điệp nghiêm túc nói sau đó nàng ta suy nghĩ một lúc rồi nói ta có tiền ta không phải loại người cô tưởng đâu trần mộc nói ai mà biết được phương thanh điệp thản nhiên đáp trần mộc hai nén hương có đủ không hai nén hương cũng không đủ chúng ta đi mau thôi đừng ở đây đừng nói nhảm nữa trần mộc trợn mắt nhìn nàng ta rồi đi vào bách hoa lâu nhìn bề ngoài bách hoa lâu chỉ là một vài tòa lầu cổ kính xếp thành hàng ai biết rằng khi bước vào bên trong lại có một cảnh tượng đặc biệt rừng mộc lan yên tĩnh rừng bạch quả và rừng long não tạo nên khung cảnh thiên đường tựa như một bức tranh phong cảnh ngoài những lầu gác tinh xảo mặt hồ yên tĩnh và xinh đẹp còn có những công trình sân vườn cổ kính như hòn non bộ lớn sân khấu cổ và ngọc bích tinh xảo có thể nói bách hoa lâu này rất lớn lớn đến mức vượt quá sức tưởng tượng của mọi người đối mặt với bách hoa lâu khổng lồ gần giống như một mê cung này Phương Thanh Điệp sững sờ tại chỗ, không biết phải đi đâu. Ở kiếp trước, Trần Mộc đã từng tham gia đại hội Bách Hoa, cho nên đây không phải lần đầu tiên hắn tới Bách Hoa lâu. Theo ta, Trần Mộc nắm tay Phương Thanh Điệp, xuyên qua tòa thanh lâu phía trước, đi tới phía sau. Nơi này là một đỉnh núi, có vô số cung điện rộng lớn, mỗi cung điện đều được làm bằng bạch ngọc chạm khắc tinh xảo, cực kỳ xa hoa. Ngoài những cung điện này, còn có thác nước, những cây bách cổ thụ cao chót vót và đủ loại đá hoa kỳ lạ giải rác xung quanh so với bên ngoài, nơi này giống như một thế giới biệt lập vậy. Đây mới chính là nơi tổ chức đại hội bách hoa, đỉnh bách hoa. gương mặt phương thanh điệp cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên trước cảnh sắc độc đáo này. Đây là lần đầu tiên nàng ta đến bách hoa lâu, nhưng nàng ta không ngờ địa hình và môi trường ở đây lại có thiết kế thông minh như vậy. dường như đã nghĩ đến điều gì đó, nàng ta nhìn trần mộc với ánh mắt kỳ lạ, lạnh lùng nói: ngươi quen đường như vậy, còn nói mình không phải loại người đó. à, trần mộc mở miệng nhưng không thể nói được lời nào. chớt tiệt hắn không nghĩ ra được lý do hắn ta có thể nói rằng mình đã đến đây từ kiếp trước không không cần giải thích nữa ta hiểu đàn ông có nhu cầu là chuyện bình thường đặc biệt là ngươi khí huyết dồi dào có thể hiểu được phương thanh điệp bình tĩnh nói sau đó dường như nhận ra điều gì nàng ta rút bàn tay ngọc ra khỏi lòng bàn tay của trần mộc nàng ta hơi nhướng mày cẩn thận xoa xoa bàn tay của mình cảm giác dính dính trần mộc lại không nói nên lời quên đi hết cách rồi không giải thích nữa Trước đỉnh Bách Hoa có hai người đàn ông trung niên đang đứng, nhìn quần áo của họ, không khó để nhận ra hai người này chính là người chấn thủ của đỉnh Bách Hoa. Và xét theo khí tức của họ thì điều khiến người ta ngạc nhiên là hai người hộ vệ này thực sự đã đạt đến cảnh giới bất diệt. Bách Hoa lâu này quả thực thâm sâu khó lường, khuôn mặt lạnh lùng của Phương Thanh Điệp trở nên nghiêm túc. Một cường giả bất diệt cảnh đã được xếp vào hàng bá chủ ở Nam Châu, nhưng ở đỉnh Bách Hoa thì chỉ là hộ vệ mà thôi. Đỉnh Bách Hoa không mở cửa cho người ngoài, muốn vào thì phải có thiệp mời một trong hai hộ vệ nói trần mộc và phương thanh điệp lấy ra thiệp mời đã chuẩn bị trước đưa cho hộ vệ sau khi kiểm tra tính xác thực của thiệp mời hộ vệ lập tức cung kính nói mời hai vị đi cùng ta nói xong người hộ vệ lập tức dẫn đường chẳng bao lâu sau trần mộc và phương thanh điệp tiến vào đỉnh bách hoa ở đây phong cảnh núi non rất đẹp sương mù như khói bay quanh đỉnh núi bên cạnh có tiếng nước chảy róc rách cộng thêm những cây cổ thụ nên cảm giác rất yên tĩnh hôm nay hàng trăm người đã tụ tập ở đỉnh bách hoa không khó để nhận ra hầu hết những người được mời tham dự đại hội bách hoa này đều là những người trẻ tuổi trong trung thổ thần châu có vô số cường giả cũng có rất nhiều gia tộc võ đạo lâu đời những người trẻ tuổi này phần lớn đều là hậu duệ của gia tộc đó khác với tính khí kiêu căng trong ấn tượng của người thường về những đứa trẻ thuộc gia đình quý tộc những người này đều rất khiêm tốn chỉ ngồi trên mặt đất trước đỉnh bách hoa thỉnh thoảng sẽ có người nói chuyện lời nói của họ cũng rất ôn hòa và nhẹ nhàng khiến người ta cảm thấy như một làn gió xuân rất có thiện cảm chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống trước đi trần mộc nói phương thanh điệp gật đầu nhưng khi hai người đang chuẩn bị tìm một góc xa để ngồi xuống thì một cô gái xinh đẹp chạy tới trần mộc ca huynh cũng đến đây sao đã lâu không gặp khuôn mặt như búp bê bằng xứ của cô gái tràn đầy ngạc nhiên và phấn khích trần mộc liếc mắt nhìn cô gái có hơi ngạc nhiên không ngờ lại gặp được cô ở chỗ này cô gái này không phải ai khác đó chính là tiểu thư của vũ hóa thần môn mà trần mộc đã gặp trong thành trấn khi chinh phục thành hoài dương lê tuyết rất nhanh phía sau lê tuyết một người đàn ông trung niên vội vàng tới gần nhìn chằm chằm trần mộc với vẻ mặt không thiện cảm sau đó nhìn lê tuyết nói tiểu thư người không thể chạy lung tung được đây là bách hoa lâu không phải bên ngoài đừng nói chuyện với những người ngươi không quen biết trần mộc ca không phải người ngoài huynh ấy là cứu tinh của ta mà lê tuyết bĩu môi giải thích vị cứu tinh là hắn sao người đàn ông trung niên cười đùa trong mắt không giấu vẻ nổi khinh thường bình tĩnh nói tiểu thư người xuất thân cao quý là con gái của môn chủ vũ hóa thần môn bên ngoài sẽ luôn có người cố gắng tạo quan hệ tốt với người nhưng người phải hiểu rằng không phải ai cũng xứng đáng làm bạn của người họ chỉ muốn bám lấy ra cảnh phía phía sau của người chứ không thật lòng đâu người đàn ông trung niên dường như đang dạy lê tuyết nhiều nguyên tắc sống nhưng thực tế mỗi lời hắn ta nói đều đang châm biếm trần mộc cảnh báo hắn đừng mơ mộng mà trèo lên vũ hóa thần môn đáp lại những lời này đôi lông mày đen nhánh của phương thanh điệp lạnh lùng dựng lên đôi gò má lạnh lùng phủ một lớp xương giá rõ ràng là có hơi tức giận. Võ Thúc, đủ rồi, Lê Tuyết tức giận hét lên. Tiểu thư, người không biết bản chất xấu xa của con người, cũng không biết bên trong những con người nịnh nọt mình bẩn thỉu đến mức nào. Để giành được quyền lực, họ sẽ làm bất cứ điều gì. Võ Tà Phong nhẹ nhàng nói, hắn ta chưa bao giờ cảm thấy lời nói của mình có gì sai hết. Đối với những lời giễu cợt này, Trần Mộc chỉ bình tĩnh mỉm cười, không thèm quan tâm. Chẳng qua chỉ là một chú hề mà thôi. Trần Mộc định bụng rời đi, nhưng ngay sau đó, dường như đã nhìn thấy thứ gì đồng tử của hắn đột nhiên mở to trên mặt lộ ra vẻ khó tin cô cô sao cô lại ở đây trần mộc kêu lên phương thanh điệp cũng hơi giật mình đây là lần đầu tiên nàng ta thấy trần mộc thất thố như vậy ngay lập tức đôi mắt xinh đẹp của nàng ta nhìn theo ánh mắt của trần mộc nhìn thấy một cô gái mặc váy đen còn non nớt đứng ở phía sau lê tuyết đôi mắt đen như ngọc của nàng ta sâu thẳm như hư không vô tận không thể nhìn thấu nàng ta đưa hai tay ra sau lưng trên thân thể nhỏ nhắn của tỏa ra một sự uy nghiêm mơ hồ nếu không phải tỷ lệ chiều cao của hai cô gái có phần giống nhau người bình thường sẽ không bao giờ nhận ra rằng có một cô gái cùng tuổi mặc váy đen ẩn sau lưng lê tuyết trước tiếng kêu ngạc nhiên của trần mộc cô gái mặc váy đen rất bình tĩnh chỉ thờ ơ nói đã lâu không gặp a à, mộc trên mặt trần mộc toát mồ hôi lạnh vị đại thần này sao lại chạy ra đây trần mộc đại ca huynh quen a lộ sao lê tuyết ngạc nhiên nói rồi chỉ vào cô bé mặc váy đen a lộ bị lạc rồi Cô bé nói rằng cha mẹ cô bé đã chết, chỉ có một mình. Ta thấy cô bé có chút đáng thương nên đã đưa cô bé theo, làm tiểu nha hoàn. Tiểu nha hoàn, trong đầu Trần Mộc đầy những vệt màu đen, dẫn theo một cường giả đáng sợ đã bước vào giới thánh hiền làm tiểu nha hoàn. Ngươi đúng là to gan ấy. Người này là một kẻ tàn nhẫn vô cùng có thể một tay hủy diệt toàn bộ đại lục thiên vũ. Trần Mộc có chút không hiểu, A Lộ bình thường ở suốt trong quán rượu, sao lại đột nhiên xuất hiện ở trung thổ thần châu. Ngay lập tức, hắn phớt lờ những ánh mắt kỳ lạ của những người khác và nhanh chóng kéo a lộ ra khỏi đám đông rồi đi vào góc tường chuyện gì đây giải thích đi trần mộc nghiêm trọng hỏi rảnh quá nên ra ngoài đi dạo làm sao bổn tọa ra ngoài làm việc còn cần phải giải thích với ngươi sao ánh mắt thuần khiết đen như ngọc của a lộ nhìn chằm chằm vào trần mộc và nói một cách thờ ơ ha ha người nhàn rỗi đến đau chứng người có chứng không trần mộc cong mồi nhưng khoảnh khắc tiếp theo hắn dường như cảm nhận được một ý định rất người lạnh lùng và thuần khiết một cơn ớn lạnh đột ngột chạy dọc sống lưng hắn tiếp đó hắn liền nhìn thấy ánh mắt a lộ dần trở nên lạnh lùng nhanh chóng cười ngượng ngùng nói sai rồi người nói cái gì thì là cái đó a lộ không chút ý tốt chừng mắt nhìn hắn lạnh nhạt nói tóm lại ngươi không cần quản ta ta sẽ không làm bừa đâu được thôi trần mộc bất đắc dĩ gật đầu quản hắn cũng muốn quản chứ nhưng đừng nói đến hắn hiện tại chỉ là thực lực của thần tàng cảnh cho dù có tìm hắn lúc ở đỉnh cao nhất ở kiếp trước đến thì cũng không đánh lại được a lộ A Lộ, Trần Mộc Ca, hai người đang nói cái gì vậy? Thần thần bí bí. Lê Tuyết nhìn thấy A Lộ và Trần Mộc nói chuyện lén lút không cho cô biết, trong lòng có chút hờn dỗi, bĩu môi không hài lòng nói: "Tuyết tỷ, chúng ta không nói chuyện gì cả, trước đây ta được A Mộc cứu một lần nên mới nói vài lời với huynh ấy." A Lộ cười khúc khích. Tiếp đó Thanh Tú chạy tới, nụ cười đáng yêu trên đôi má như búp bê sứ, đứng bên cạnh Lê Tuyết. Hai cô gái có độ tuổi tương đương nhau, ngoại hình của A Lộ lại thuộc kiểu dễ thương, Lê Tuyết rất thích cô sắp coi như chị em rồi. Trừ mến xoa đầu cô, "A Lộ, lát nữa ta đưa cô đi ăn đồ ăn ngon ở Thiên Nguyệt Thần Thành, ta biết rất nhiều chỗ ăn chơi đấy." "Thật sao? A Tuyết, cô thật tốt bụng." Hi hi, A Lộ lại nở nụ cười ngây thơ và đáng yêu, cuộn tròn trong vòng tay của Lê Tuyết như một chú mèo con. Khi thấy bộ dạng này của A Lộ, Trần Mộc sợ đến mức toàn thân run rẩy. Ở kiếp trước, hắn đã tận mắt chứng kiến A Lộ làm nổ tung cả thế giới thần cảnh chỉ bằng một cú đấm. Bây giờ kết hợp với vẻ ngoài đáng yêu của cô, Trần Mộc đột nhiên cảm thấy thế giới này có chút không chân thực. Tuy nhiên, tính cách của A Lộ tương đối hiền lành nên hắn không lo A Lộ làm gì quá đáng nên đành bỏ qua chuyện này trước. Trần Mộc ca, chúng ta cùng ngồi đi, Lê Tuyết vẫy tay với Trần Mộc, cười nói. Võ Tả Phong ở phía sau cau mày định lên tiếng, nhưng lúc này đôi mắt đẹp của Lê Tuyết đã chừng chừng nhìn sang, Võ Tả Phong khẽ thở dài, đành bất lực lắc đầu. Tiếp đó, hắn chừng mắt nhìn Trần Mộc, cảnh cáo, tiểu tử Ngươi chú ý một chút đừng tưởng rằng có quan hệ tốt với tiểu thư nhà chúng ta thì có thể bước vào vũ hóa thần môn của chúng ta. Trần Mộc cũng lười nói chuyện với tên hề này, cùng Lê Tuyết ngồi xuống, Phương Thanh Điệp cũng đi theo hắn. Chẳng mấy chốc, ngày càng có nhiều người tập trung tại đỉnh Bách Hoa, ầm ầm ầm. Đột nhiên, từ trên trời, một chiến xa được trang trí bằng đá linh thạch sang trọng nghiền nát khoảng không, mang theo khí thế hùng vĩ lao về phía đỉnh Bách Hoa. Trên đỉnh Bách Hoa, cỏ cây rung chuyển, gió bốn phương gào thét, mây cuồn cuộn. Chiếc chiến xa xa hoa này được kéo bởi chín con liệt hỏa vân mã, dàn hàng ngang trên bầu trời như được đúc từ vàng, vô cùng sang trọng. Trên bốn bức tường của chiến xa có rất nhiều vảy rắn màu xanh lam tỏa sáng, đầy ảo mộng và kinh ngạc. Động thái lớn như vậy lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người ở đỉnh Bách Hoa, nhưng rất nhanh, trên mặt những người xem đều lộ ra vẻ giễu cợt. Trong ấn tượng của họ, người duy nhất luôn thích xuất hiện với sự khoa trương như vậy chỉ có vị thiếu gia đó nhà họ Kỳ mặc dù nói hầu hết con cái của các gia đình quý tộc ở trung thổ thần châu đều rất khiêm tốn nhưng không phải tất cả đều là những người tâm cơ sâu thẳm cũng có một số công tử khoa trương thích xuất hiện và tỏa sáng trước mặt những người bình thường và vị trước mặt là một trong số đó chỉ thấy chiến xa sang trọng này từ từ hạ xuống và dừng lại trước đỉnh bách hoa từ trong xe một thanh niên tuấn tú mặc bộ quần áo vàng trói bước xuống tay cầm quạt lông toát ra khí chất thư sinh eo thẳng toát ra sự tự tin giơ tay chân lên tỏ ra cao quý như thể anh ta thật sự là đến tham gia một yến hội ăn mặc rất bắt mắt kỳ minh hiên của kỳ gia phương thanh điệp vẻ mặt ngương trọng thấp giọng nói nàng vốn tưởng rằng người đến từ kỳ gia sẽ là siêu thiên tài kỳ trung mà nàng từng gặp một lần trước đây nhưng không ngờ rằng lại là thanh niên làm việc khoa trường này trần mộc ta nghe nói kỷ huyên mà ngươi rớt trước đây chính là tùy tùng của kỳ minh hiên cho nên lần này chúng ta phải cẩn thận một chút phương thanh điệp nhắc nhở trần mộc trần mộc bất động hắn nhìn về phía kỳ minh hiên hào hoa đó sau khi người này xuống xe thì liền ngồi xuống chiếc ghế phía trước xung quanh cũng không ít thiếu gia xuất thân từ các gia đình quý tộc vây quanh anh ta cười đùa và trò chuyện nhẹ nhàng với anh ta con cái của các gia đình quý tộc khác ở trung thổ thần châu cũng lần lượt tới và đáp xuống xung quanh đỉnh bách hoa yến hội lập tức trở nên vô cùng náo nhiệt phu đột nhiên một tiếng chim trong trẻo vang lên giữa trời đất lập tức một con hỏa tước chìm trong thánh hỏa nhẹ nhàng sải cánh nhảy múa uyển chuyển bay về phía đỉnh bách hoa khi hỏa tước xuất hiện ánh mắt của mọi người có mặt đồng loạt tập trung lại cưỡi trên hỏa tước là một nữ tử cao lớn với chiếc khăn che mặt mỏng che đi nửa mặt chỉ lộ ra một đôi mắt đẹp trong sương mù trong bầu không khí trong trẻo giống như một vũng nước yên tĩnh chiếc váy màu nhạt và thân hình gần như hoàn hảo khiến cô trông giống như một thiếu nữ xinh đẹp từ tiên cảnh rơi xuống phàm trần cuối cùng cũng đến rồi nhìn thấy nữ tử này mọi người trên khán đài đều trở nên nghiêm túc vị nữ tử này mọi người không xa lạ gì chính là tam lầu chủ của yên vũ lầu và cũng là lầu chủ của Bách hoa lầu bách hoa tiên tử hỏa tước đáp xuống bách hoa tiên tử gõ nhẹ xuống đất hoa cỏ trên khắp ngọn núi và cánh đồng bỗng trở nên rực rỡ các vị đến bách hoa lầu thật là vinh dự cho bách hoa lầu tiểu nữ ở đây xin hành lễ bách hoa tiên tử nhẹ nhàng dùng tay ngọc nâng nhẹ chiếc váy màu sáng hướng về phía mọi người hơi cúi đầu giọng nói khiến người ta có cảm giác thanh tao nhanh chóng chuyển đi bách hoa tiên tử chê cười rồi có thể được bách hoa tiên tử mời tham dự đại hội bách hoa là vinh hạnh lớn của chúng ta Bách Hoa tiên tử gần đây ngày càng xinh đẹp, không hổ là một tiên tử nổi tiếng ở trung thổ thần châu, rất nhiều vị thiếu gia lần lượt đứng dậy, chắp tay chào nhau, lời nói hiền hòa như gió xuân cũng nhẹ nhàng lan tỏa. E là có trải qua ngàn năm sau, ngoại hình của Bách Hoa tiên tử cũng không thay đổi nhiều, cũng không ai biết nàng ta đã luyện tập thần pháp gì, với khuôn mặt hàng ngàn năm không già đi, nàng ta vẫn vững vàng chiếm vị trí hàng đầu trong danh sách hoa khôi ở trung thổ thần châu cho đến bây giờ vẻ đẹp tuyệt trần của nàng ta vẫn được rất nhiều thanh niên xuất thân từ gia đình quý tộc nhớ đến nếu có thể hái được bông hoa ngàn năm tuổi này không chỉ có cảm giác chinh phục mãnh liệt quan trọng hơn là còn mang lại lợi ích tối cao cho gia tộc ở phía sau bách hoa tiên tử mỉm cười nhẹ nhàng đứng giữa các anh hùng chiếc váy màu sáng tung bay trong gió nàng ít nói nhưng mỗi lần nói lại tạo cho người ta một cảm giác mềm mại và nhanh nhẹ có thể nói nàng ta có khí chất đặc biệt rất dễ gần gũi với mọi người và khiến mọi người có thiện cảm nàng ta nhẹ nhàng xử lý các mối quan hệ với mọi người rất dễ dàng không lâu sau khung cảnh trở nên yên bình và hài hòa không hề có sự hỗn loạn nào cả bao nhiêu năm nay một nửa mối quan hệ của yên vũ lầu là do bách hoa tiên tử kết nối mà nên nếu không thì nàng ta đã không trở thành tam lầu chủ của yên vũ lầu độ nổi tiếng của nàng ta vẫn rất cao cho đến tận bây giờ trần mộc lạnh lùng nhìn nữ tử được mọi người đối xử như tiên tử ai có thể ngờ tiên tử tuyệt sắc mà người người muốn lấy lòng trước mặt này năm đó lại bị hắn đánh đến phát khóc không ít lần trong khi xử lý những mối quan hệ này bách hoa tiên tử vô tình nhìn về phía góc tường khi nhìn thấy bóng dáng của đám người trần mộc và phương thanh điệp đôi mắt đẹp của nàng ta hiện lên vẻ thích thú nhưng rất nhanh cảm giác thích thú này đã bị nàng ta che giấu đi sau khi trò chuyện một lúc không khí dần trở nên sôi động hơn lúc này kỳ minh hiên cũng đi thẳng vào vấn đề hỏi bách hoa tiên tử trò chuyện lâu như vậy đã đến lúc lật bài của đại hội bách hoa lần này rồi cô tìm chúng tôi đến đây không phải là để nói chuyện đơn thuần chứ bách hoa tiên tử khẽ mỉm cười kỳ công tử không cần vội đại hội bách hoa mà tiểu nữ mở ra lần này nhất định sẽ mang đến cho mọi người một vài tình báo và tin tức quan trọng sẽ không để mọi người tốn công vô ích đây cũng coi như một chút quà mọn để duy trình mối quan hệ tốt giữa yên vũ lầu và các vị công tử đây nói xong bách hoa tiên tử nhẹ nhàng giơ bàn tay ngọc lên không lâu sau một chiếc chiến xa được kéo vào trên chiến xa được phủ một tấm vải đen khiến mọi người không rõ bên trong xe có thứ gì đây chính là lễ vật mà tiểu nữ mang đến cho các vị bách hoa tiên tử cười nói khuôn mặt xinh đẹp của phương thanh điệp thay đổi nàng nhanh chóng nhìn về phía trần mộc trên khuôn mặt trần mộc cũng lộ ra vẻ nghiêm trọng hiếm có chiếc chiến xa này chính là chiếc chiến xa thần bí mà họ nhìn thấy khi vừa vào thiên nguyệt thần thành chỉ là một chiếc chiến xa nát mà thôi đây coi là lễ vật gì trong đám người có người không vui nói bách hoa tiên tử khẽ mỉm cười cũng không hề nói gì trực tiếp cởi tấm vải đen ra đột nhiên ánh sáng lóe lên một thân thể phủ đầy đốm ban giống như một ông lão đã ngồi hàng nghìn năm hiện ra trong mắt mọi người ông lão bất động da trên toàn thân đã khô nứt nhưng vết nứt khô khốc này không hề chảy ra một giọt máu nào dường như máu đã khô cạn nhưng xung quanh thân thể lão rõ ràng vẫn còn một loại sức mạnh thần bí bao gồm trong đó cả trời đất ngay cả linh khí bao la trôi nổi giữa trời đất cũng bị khuấy động hỗn loạn bất an thay vì nói lão là người nên nói lão giống như một con ve sầu một xác chất khô thậm chí là một chiếc chuông thần tiên khiến người ta cảm thấy hồi hộp đây là nhiều người có mặt tại hiện trường đều sửng sốt ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào ông lão trong cảm nhận của mọi người ông lão đã cạn kiệt khí huyết tuổi thọ đã hết người đầy đống ban đã chết hàng ngàn năm tuy nhiên tất cả mọi người ở hiện trường đều có thể cảm nhận được khí tức sinh mệnh mạnh mẽ tỏa ra từ cơ thể lão mâu thuẫn giữa cái chết và sự sống này hiện ra trước mắt mọi người một kiếm vực thật đáng sợ tại đại hội bách hoa không thiếu người tu luyện kiếm đạo bọn họ có thể cảm nhận được sức mạnh thần bí gợn lên trên cơ thể ông lão chính là sức mạnh của kiếm vực điểm khác biệt là sức mạnh to lớn của kiếm vực này đã vượt qua sức tưởng tượng của mọi người trong phạm vi kiếm vực thời gian dường như bị chậm lại khi ông lão bí ẩn này xuất hiện a lộ đột nhiên đứng dậy một đôi mắt đen như ngọc bích thuần khiết nhìn chằm chằm vào lão đôi bàn tay nhỏ bé non nớt nắm chặt vẻ mặt phức tạp không rõ những cảm xúc trong người giận dữ thương xót bi thương a lộ cô làm sao vậy cô đừng có dọa ta Lê Tuyết kéo một góc tay áo A Lộ, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú lộ ra vẻ lo lắng. Ánh mắt Trần Mộc cũng nhìn chằm chằm ông lão thần bí này, trước ý cảnh kiếm đạo cường đại mà lão phóng thích ra. Hắn cảm nhận được dấu vết của dòng sông thời gian xuyên việt, đến từ vết tích của Bắc Kiếm Tông 8000 năm trước. Có lẽ các vị đều biết, Thiên Nguyệt Thần Thành từ xưa là địa bàn cũ của Bắc Kiếm Tông 8000 năm trước. Giai đoạn lịch sử này bất luận là trong sử sách hoặc là từ các lão tổ tông của các gia tộc lớn đều có thể dễ dàng biết được. Bắc Kiếm Tông lúc đó chính là thánh địa kiếm phủ ở trung thổ Thần Châu, là kiếm đạo tông môn mà vô số học tử kiếm đạo mơ ước được bước vào. Hơn 80% người tu luyện kiếm trong thiên hạ đều xuất thân từ Bắc Kiếm Tông, bất luận các kiếm đạo đại sư có mạnh đến đâu, kiếm thuật mà họ lĩnh ngộ được ít nhiều đều có chút liên quan đến Bắc Kiếm Tông. Ngay cả Bắc Huyền Kiếm Đế năm đó cũng có chút xuất thân từ Bắc Kiếm Tông. Bắc Kiếm Tông biến mất đến nay đã được 8.000 năm, nhưng di tích của họ vẫn chưa bao giờ được khai quật. Có người đồn thổi Bắc Kiếm Tông năm đó đã phi thăng, Đắc đạo thành tiên, cũng có tin đồn Bắc Kiếm Tông dùng toàn bộ sức mạnh của tông môn đã tiến vào thượng vị giới thần cảnh, trở thành một thế lực cường đại, cũng có tin đồn Bắc Kiếm Tông đã đắc tội với kẻ thù cực kỳ mạnh, khiến cả tông môn bị diệt vong, không một ai sống sót. Trong ba tin đồn này, chỉ có một tin đồn là sự thật. Theo điều tra tình báo của Yên Vũ Lầu những năm qua, các loại bằng chứng đều chỉ ra một tin đồn, đó chính là Bắc Kiếm Tông thật sự đã đắc tội một thế lực vô song, bị tiêu diệt trong âm thầm. Soạt, nghe thấy những tin tức này, mọi người trên hiện trường đều há hóc mồm tám ngàn năm trước khi bắc kiếm tông ở đỉnh cao dường như có thể thống trị toàn bộ trung thổ thần châu nhưng không ai ngờ rằng bắc kiếm tông lại bị kẻ thù rớt chớt có thể tiêu diệt một kiếm tông đã truyền thừa mấy ngàn năm thế lực này nhất định phải là một sự tồn tại đáng sợ như thế nào nói cho mọi người một tin tức khác ông lão thần bí này chính là người sống sót duy nhất của bắc kiếm tông bách hoa tiên tử khẽ mỉm cười một tin tức lớn khác uỳnh bách hoa tiên tử vừa dứt lời ông lão thần bí vốn im lặng tưởng chừng như đã chết gần tám ngàn năm đột nhiên mở mắt ra trong con người đỏ ngầu hiện lên một luồng sắc khí khó tả khí tức sắc khí này kinh thiên động địa như thể đã xuyên qua dòng sông thời gian dài từ tám ngàn năm trước rộng lớn và hùng vĩ giống như một đám mây đen đè xuống trên đỉnh hùng vĩ đến mức khiến người ta cảm thấy nghẹt thở những cánh hoa xung quanh đỉnh bách hoa đều mờ mịt giống như xương tuyết khô héo với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được những cây cổ thụ trăm tuổi đó cũng lần lượt khô héo biến thành cây chớt sống, sống rồi, ông lão này chưa chết, lại sống lại rồi. Vẻ mặt của mọi người tại hiện trường đều thay đổi đáng kể, ngay cả một nhân vật như Bách Hoa Tiên Tử cũng lộ rõ vẻ sợ hãi trên khuôn mặt xinh đẹp. Ông lão này rõ ràng đã chết 8.000 năm rồi, bộ dạng như một cái cây khô, lúc này làm sao có thể tỉnh lại. Uỳnh, uỳnh, năng lượng rớt chóc quái dị điên cuồng quét qua, giống như một cơn cuồng nộ của biển cả, trong chớp mắt bao trùm bầu trời đỉnh Bách Hoa, mặt đất rung chuyển điên cuồng dưới sự uy hiếp của một cường giả tuyệt thế tám ngàn năm trước nó lan rộng ra lấn át ánh mặt trời và mặt trăng phá hủy các vì sao đây là vào khoảnh khắc sát khí này quét qua những người xung quanh đỉnh bách hoa đều tỏ ra kinh hãi nhanh chóng rút lui tiếp đó tập trung vào nó với ánh mắt nghiêm trọng chỉ riêng luồng khí này thôi cũng đủ khiến cho không ai dám hành động thiếu suy nghĩ dù sao đây là một nhân vật cổ xưa đã sống được tám ngàn năm trên đại lục thiên vũ này bọn họ chưa từng nghe nói có người nào có thể sống tới tám ngàn năm đây chính là hóa thạch cổ sống khoảnh khắc ông lão bí ẩn tỉnh lại cỗ chiến xa đang khống chế lão phát nổ khói bụi cuồn cuộn năng lượng cuồng bạo khổng lồ nổ ra lúc này mọi người cũng nhận ra trong đồng tử của ông lão bí ẩn không có bất kỳ ánh sáng nào nói cách khác lão đã mất ý thức giống như một cỗ máy rớt chóc trên khuôn mặt vốn dĩ bình tĩnh lạnh lùng của bách hoa tiên tử hiện lên một tia hoảng sợ nhưng rất nhanh nàng ta buộc phải chấn tĩnh lại linh lực xung quanh cơ thể chuyển động sẵn sàng chấn áp bất cứ lúc nào chỉ là với thực lực hiện tại của nàng ta, thực sự có thể áp chế được cường giả cổ xưa đã sống 8.000 năm này sao? Trên gương mặt võ tả phong lộ ra vẻ nghiêm nghị, tiến lên một bước, nhanh chóng đứng ở trước mặt đám người lê tuyết và a lộ, hắn dùng ánh mắt cảnh giác nhìn ông lão thần bí. Bất luận thế nào, dù có phải trả giá bằng chính mạng sống của mình, hắn cũng phải thề sẽ bảo vệ sự an toàn cho tiểu thư nhà hắn. Về phần những người trẻ tuổi khác có mặt, trong lúc rút lui, linh lực quanh người của họ nhanh chóng bùng phát, họ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ông lão thần bí đó và ngay khi cả hiện trường sắp rơi vào cảnh náo loạn một tiếng đàn cổ vang lên không đúng lúc tinh tinh tang tang tiếng đàn này giống như dòng suối trong trẻo chảy dưới đêm trăng khiến những cảm xúc bất an dịu lại tâm trạng bình yên tiếng đàn vang vọng khắp đỉnh bách hoa những bông hoa cây cỏ vốn đã khô héo dưới sự lan tràn của sắc khí lại được tiếp thêm sức sống và trở nên tươi tốt và xanh tươi không chỉ vậy tất cả các loài chim và côn trùng đều thò đầu ra âm nhạc tuyệt đẹp này giống như một bài hát thanh lọc trái tim ánh trăng chảy xuống mọi thứ đều hài hòa không có bạo lực mà chỉ có một loại thanh bình nghe thấy tiếng đàn ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía một tảng đá lớn trên đỉnh bách hoa chỉ thấy trên đỉnh tảng đá một thanh niên mặc trang phục màu trắng đang lặng lẽ ngồi khuôn mặt thanh tú khiến người ta có cảm giác rất dễ chịu bộ trang phục màu trắng tung bay nhẹ nhàng trong gió như thần tiên như hòa làm một với thiên nhiên trên người hắn ta có khí chất thanh tao đặc biệt đôi mắt hơi khép lại Đôi ngón tay thon dài trắng trẻo đang chơi đàn, cây đàn giản dị và khiêm tốn được hắn chơi bản nhạc hay nhất dưới ánh trăng. Như dòng suối trong vắt chảy qua, như ánh trăng chảy xuống, trong trẻo và mờ ảo, nhẹ nhàng và lan tỏa, hài hòa và tĩnh lặng. Dưới tiếng đàn, ông lão bí ẩn đang trong trạng thái hung bạo đột nhiên cứng đờ, con ngươi hơi trũng xuống, khí tức hung hãn và cuồng bạo mờ dần, lão trở nên hoàn toàn yên lặng. Cảnh tượng này chắc chắn đã gây ra cú sốc lớn cho tất cả những người có mặt. Đỉnh Bách Hoa vốn dĩ đang chuẩn bị gây náo loạn đã được hóa giải một cách nhẹ nhàng nhờ tiếng đàn của chàng trai mặc trang phục màu trắng tràn đầy linh lực này. Từ âm nhạc của hắn ta, mọi người dường như nhìn thấy làn xương thần tiên tuyệt vời được phát họa một cách thơ mộng và đẹp như tranh vẽ, mọi người bất giác im lặng trong đó. Linh lực xung quanh dần dần rút lui, ngay cả những con chim cũng bị thu hút và đáp xuống trên vai hắn, cẩn thận cảm nhận nhịp điệu tuyệt diệu của hắn ta, trạng thái như sống như chết trái ngược trước đó. Thật, thật lợi hại, ông lão vừa rồi còn tức giận lại bị hắn trấn áp khuôn mặt xinh đẹp của lê tuyết lộ ra vẻ kinh ngạc trần mộc nhìn hắn ta ngàn năm không gặp trung thủ thần châu này quả nhiên đã sản sinh ra rất nhiều thiên tài vạn cổ đáng kinh ngạc bốp 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 kỳ minh hiên gương mặt tươi cười đi tới vỗ tay cười nói không hổ là đệ nhất cầm sư của bách hoa lầu vân công tử tiếng nhạc gần đây tiến bộ rất nhiều đấy có lẽ không lâu sau ở trung thủ thần châu này sẽ có chỗ đứng cho ngươi rồi vân công tử phương thanh điệp có chút giật mình tiếp đó nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nàng nói với trần mộc ta nhớ ra rồi người này chính là cầm sư của bách hoa lầu vân hàn khê thiên tài tuyệt thế vừa mới xuất hiện vài năm nay nghe nói hắn ta là huyền tôn của nhị lầu chủ yên vũ lầu tài năng phi thường trước năm 16 tuổi vẫn luôn được giấu kín trong yên vũ lầu cho đến khi 16 tuổi hắn ta mới thực sự thể hiện sự nổi bật của mình ở trung thổ thần châu nghe nói lần đầu tiên hắn ta ra khỏi núi đã tiêu diệt một siêu tông môn ở bắc huyền châu đừng nói là người cùng thế hệ đến nhân vật ở thế hệ trước nhìn thấy hắn ta đều phải nể mặt hắn ta vài phần không dám lên mặt trước mặt hắn ta nghe vậy trần mộc cũng lộ ra vẻ kinh ngạc hắn ta mới 16 tuổi đã có thể tiêu diệt một siêu tông môn ở bắc châu giới đây cũng coi như là nhân vật số một rồi nhưng điều hắn ta quan tâm hơn chính là tiếng đàn của hắn ta có thể chấn tĩnh một cường giả cổ đại đang trong trạng thái bạo lực sự hiểu biết của người này về đàn đạo cũng khá phi thường đối mặt với những lời khen ngợi của kỷ minh hiên vân hàn khê chắp tay cười nói, đa tạ lời khen của kỳ công tử. Chỉ mong âm thanh thô tục không làm phiền đến sự thanh tịnh của các vị là tốt lắm rồi. Lúc này bách hoa tiên tử cũng đi tới, vân hàn khê vội vàng hành lễ với nàng, bái kiến tổ mẫu. Dung mạo bách hoa tiên tử không có gì thay đổi, nhưng dù sao nàng ta cũng là nhân vật ngàn năm trước. Cùng thế hệ với ông nội của hắn, cho nên vân hàn khê đương nhiên phải gọi nàng ta một tiếng tổ mẫu. Khúc nhạc này chỉ có ở trên trời, ở nhân gian cũng chỉ có thể nghe được mấy lần. Hàn khê, ngươi bế quan ba năm, cầm đạo đã đạt tới cảnh giới cao nhất thật đáng mừng bách hoa tiên tử mỉm cười nói có được câu khen ngợi của tổ mẫu hàn khê vô cùng thích vân hàn khê chắp tay nói lời nói và hành động của hắn ta còn tao nhã hơn nữ tử nghe hắn ta nói chuyện cũng là một loại hưởng thụ bách hoa tiên tử người này là ai lại kỳ quái như vậy lão đã sống tám ngàn năm còn chưa thật sự qua đời lúc này kỳ minh hiên cũng không nhịn được nữa mà hỏi bách hoa tiên tử nhìn ông lão thần bí ngồi khoanh chân với đôi mắt đẹp và nói Ta chỉ biết người này là người sống sót duy nhất của Bắc Huyền Tông năm đó. Lão ta vẫn luôn ở trong trạng khô cằn, không rõ sống chết. Nhưng hắn trước đây lão chưa bao giờ rơi vào trạng thái hung bạo như vậy. Nhưng hôm nay không biết vì lý do gì mà đột nhiên tỉnh lại, đột nhiên hung hăng. Bách Hoa Tiên Tử vẫn còn có chút lo lắng về chuyện vừa xảy ra. Mặc dù nàng ta không biết cường giả này khi còn sống đáng sợ đến mức nào. Nhưng lão là người sống sót duy nhất của Bắc Kiếm Tông. Hơn nữa đã sống được 8.000 năm, trên người át hẳn phải có vô số bản lĩnh đáng kinh ngạc nếu một người như vậy nổi cơn thịnh nộ và rớt người bừa bãi trung thổ thần châu thật sự không biết có ai có thể ngăn lão lại nhân vật đã sống tám ngàn năm như thế này ẩn giấu trong cơ thể mình bao nhiêu truyền thừa không biết có biện pháp nào có thể khiến người ta sống được tám ngàn năm hóa thạch sống này bị các gia tộc võ thuật cổ xưa ở trung địa biết đến e rằng sẽ gây ra một cuộc chiến điên cuồng ta nghĩ sau khi đại hội bách hoa kết thúc trung thổ thần châu lại phải gánh chịu một cơn bão đẫm máu bách hoa tiên tử này rốt cục có suy tính như thế nào hóa thạch sống này bày ra trước mặt mọi người mà không chút kiêng rè, để cho mọi người biết đến sự tồn tại của lão. Có phải nàng ta đang có ý định gây ra tình trạng hỗn loạn lớn ở trung thổ thần châu? Mọi người có mặt đều nhìn ông lão bí ẩn này bằng ánh mắt nghiêm trọng, trong lòng đều có rất nhiều suy nghĩ. Mọi người đang cố gắng tìm hiểu dụng ý của Yên Vũ Lầu. Mặc dù nói, hóa thạch sống này rất nguy hiểm, bởi vì không ai biết khi nào nó sẽ nổi điên. Nhưng phương pháp trường sinh bất tử có thể khiến con người sống được 8.000 năm lại có một sức hấp dẫn kinh khủng khó tả không có ai là không muốn sống thêm một chút, huống chi những nhân vật lớn nắm giữ quyền lực tối thượng chỉ một lời nói có thể dễ dàng tiêu diệt một vương triều, bọn họ càng sợ chết. Nếu có thể biết cách để sống mãi, thì bất kể có phải trả cái giá đắt thế nào, những tên tuổi lớn này cũng sẽ phát điên và chiến đấu vì nó. Mà hiện tại, Yên Vũ Lầu đã không chút lưu tình đặt hóa thạch sống này trước mặt mọi người, điều này sao có thể không khiến người ta nghi ngờ ý đồ của Yên Vũ Lầu? Tuy nhiên, ngay khi mọi người đang suy nghĩ rất nhiều và đưa ra suy đoán của riêng mình, Mọi người dường như đã nhìn thấy điều gì đó, trong mắt họ hiện lên một chút kinh ngạc. Chỉ thấy trong bầu không khí kỳ lạ này, một cô bé mặc váy đen bước tới và ngồi xổm trước mặt ông lão trông như một kẻ điên. Cô giơ đôi tay non nớt của mình lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt già nua phong trần của lão, lau đi một ít bụi bặm trên mặt lão. Đôi mắt đen như ngọc bích hiện lên một tia thương cảm, với giọng nói chỉ có người bên kia mới có thể nghe được, hắn nhẹ giọng nói, "A Nguyên, đừng sợ, ta còn ở đây." Ông già thần bí nghe thấy giọng nói quen thuộc của A Lộ thì nước mắt chảy xuôi trong hai tròng mắt khép chặt. Cảnh này khiến tất cả những người đang ngồi đây khiếp vía. Đám con cháu thế gia giữ vẻ mặt đề phòng, lui ra sau, chỉ sợ ông già thần bí kia lên cơn lần nữa. Thế nhưng ngoài dự đoán, ông ta không có bất cứ động tĩnh nào cả. Cô bé váy đen cũng từ từ đứng dậy. Lúc này, Lê Tuyết vội vàng chạy lên. Võ Tả Phong thấy vậy thì thay đổi sắc mặt. Tiểu thư, đừng lên đó. Lê Tuyết bước tới chỗ A Lộ, nắm chặt lấy đôi tay nhỏ của cô ấy lo lắng hỏi a lộ ngươi sao thấy a lộ cười với nàng ta ta không sao lê tuyết nhíu đôi mày đẹp vẻ mặt vô cùng lo lắng dù a lộ không giải thích gì nhưng lê tuyết có thể cảm nhận được cảm xúc bi thương của cô bé bách hoa tiên tử ngần ngơ nhìn cô bé váy đen khi nhìn thấy ông lão thần bí rơi nước mắt vẻ mặt dần nghiêm túc những người đang ngồi đây đều biết ông lão này khi bùng nổ đáng sợ đến mức nào đâu dám lại gần ông ta thế nhưng bây giờ cô bé váy đen không chỉ đến gần thậm chí còn đánh thức được một tia ý thức giấu sâu trong lòng ông bách hoa tiên tử tại hạ đến từ vũ hóa thần môn tiểu thư nhà ta không hiểu chuyện đắc tội rồi võ tả phong chắp tay với bách hoa tiên tử khách khí nói bách hoa tiên tử nhìn thoáng qua lê tuyết hơi nhíu mày nói hóa ra là tiểu thư của vũ hóa thần môn võ huynh khách khí quá rồi vũ hóa thần môn cũng là tông môn mà yên vũ lâu chúng ta kính trọng mời được vũ hóa thần môn đến bách hoa đại hội là vinh hạnh của ta đắc tội gì chứ thân phận vũ hóa thần môn cũng lập tức khiến những người khác chấn động ngay cả quý vân hiên và vân hàn khê cũng nhìn về phía này uy thế của vũ hóa thần môn trên đất trung thổ thần châu như mặt trời giữa trưa nền tăng vững chắc tới nỗi khiến người ta líu lưỡi thanh danh vang dội vì vậy đám người kia lộ vẻ mặt này cũng không có gì lạ xin hỏi vị này là bách hoa tiên tử nhìn về phía a lộ không biết vì sao nàng ta không thể cảm nhận được bất kỳ dao động năng lượng nào trên người cô bé có hai trường hợp một đây là người bình thường còn hai là người này đã mang cảnh giới thực lực cao đến độ nàng ta không thể thăm dò thế nhưng người thường sau khi thấy ông lão thần bí kia bùng nổ không bị dọa khóc là tốt lắm rồi làm gì có chuyện đến gần vì thế nên nàng ta không thể nhìn thấu a lộ vị này chính là bạn của tiểu thư nhà ta có gì thất lễ mong bách hoa tiên tử đừng trách võ tả phong chấp tay nói nghe vậy bách hoa tiên tử nhíu mày so với tiểu thư của vũ hóa thần môn nàng ta để ý đến a lộ nhiều hơn chuyện về ông lão bí ẩn chỉ là bước đệm nhỏ yến hội nhanh chóng bắt đầu mọi người nâng chén đối ẩm bầu không khí đại hội lại vui vẻ như trước tuy vậy vẫn có rất nhiều con cháu thế gia cảm thấy có hứng thú với bắc kiếm tông liên tục nói bóng gió với bách hoa tiên tử và vân hàn khê mong đào được nhiều chuyện hơn về chuyện này bách hoa tiên tử không hề tiếc rẻ chia sẻ hết cho bọn họ lúc này mọi người mới biết ông lão thần bí lần đầu tiên xuất hiện ở hạ quốc bắc châu đi lòng vòng mãi mới tới trung thổ thần châu tuy nhiên ngay từ lần đầu tiên ông ta đã mang vẻ sống giờ chớt giờ như vậy, không nặn thêm được tin tức gì. Thế nhưng có một vài võ giả mạnh mẽ nhận thấy sức mạnh kiếm vực xung quanh ông ta, vô cùng tương tự với bất hủ kiếm điển của Bắc Kiếm Tông, lại thêm cha cùng sách sử, khi ấy mới phán đoán ra ông ta là người duy nhất sống sót của Bắc Kiếm Tông. Địa điểm của Bắc Kiếm Tông ngày xưa đã biến mất hơn 8.000 năm rồi. Đến tận bây giờ, vẫn còn rất nhiều người kính sợ môn phái cổ xưa này, vì năm đó có rất nhiều cường giả thiên địa trí cường bước ra từ Bắc Kiếm Tông. Bọn họ mơ hồ nhận thấy được, có lẽ cơ duyên khổng lồ sắp xuất hiện rồi trong buổi tiệc không khí hòa thuận vui vẻ dù giữa một vài tên con cháu thế gia có khúc mắc với nhau nhưng không ai dám gây chuyện trong bách hoa đại hội cả đến hoàng hôn buổi yến hội mới hoàn toàn kết thúc rất nhiều con cháu thế gia rời khỏi đó nếu ta không lầm có lẽ hắn đã tu luyện cửu tử thần tầm thuật nên mới trách được kiếp nạn năm đó trước khi rời đi trần mộc lại nhìn thoáng qua ông lão thần bí dùng bí thuật truyền âm chỉ có hắn và a lộ nghe thấy được thì thầm cử tử thân tầm thuật, đây là loại bí kíp sử dụng khi gặp nguy sống chết, dùng tất cả linh lực biến mình thành con nhộng, bảo vệ mạch máu toàn thân, giả chết để lừa địch, tạo hiệu quả bất ngờ. Tất nhiên, chết giả như vậy lại đánh cháo được là vì phải bỏ ra cái giá càng lớn hơn. Ví dụ như ông lão trước mắt, khí huyết khô kiệt, gần đất xa trời, chỉ kém tử vong một bước. A Lộ đáp lời, ta vừa dùng thần thức kiểm tra cơ thể hắn ta, tình hình vô cùng không ổn, hiện tại khí huyến khô như giếng, không còn chút sinh cơ nào, hơn nữa linh đài đã vỡ vụn linh trí tan biến không khác gì người đã chết đến cả ngươi cũng không cứu được hắn ư trần mộc kinh ngạc dù sao a lộ cũng là thánh hiền giả cảnh nắm giữ vô số bí thuật a lộ trầm ngâm một hồi rồi nói ta cần một ít linh dược hỗ trợ ngươi cần những gì cửu dương linh diệp dễ nam thiên thụ và thiên tàm tục mệnh đan của ngươi thiên tàm tục mệnh đan thì đơn giản còn về cửu dương linh diệp và dễ nam thiên thụ đối với ngươi mà nói thì vẫn trong khả năng tìm được trần mộc đáp bằng cảnh giới thánh hiền giả của a lộ muốn tìm được mấy thứ này dễ như trở bàn tay. Đến đêm, bách hòa phòng, tiểu thư, lão tổ quý ra đến, tiểu thư, lão tổ vũ hóa thần môn đến, tiểu thư, tộc trưởng lâm ra đến. Đúng như dự đoán, sau khi chuyện ở bách hoa đại hội truyền ra, toàn bộ trung thổ thần châu lập tức sôi trào. Không ai có thể chống lại sức hút từ bí pháp tồn tại từ 8.000 năm trước, ngay cả đám lão tổ bế quan nhiều năm cũng xuất quan, đến thăm hỏi. Không biết lâu chủ đại nhân có ý gì nữa, không ngờ lại đưa ông lão thần bí kia ra thật, thả đi không hề cố kỵ một nha hoàn đứng cạnh bách hoa tiên tử nói dụng ý của lâu chủ là thứ để ngươi đoán bừa ư nàng ta vừa nói xong bách hoa tiên tử đã lạnh lùng nhìn nàng ta sắc mặt nha hoàn kia trắng bệch vội vàng quỳ xuống tiểu thư nô tỳ biết sai rồi có vài lời nói trước mặt ta thì được nếu để người xấu bụng nghe thấy cẩn thận cái lưỡi của ngươi bách hoa tiên tử hờ hững nói nô tỳ biết nha hoàn toát mồ hôi lạnh sau lưng cung kính nói thật ra trong yên vũ lâu cũng tranh đấu khá gay gắt giữa ba đại lâu chủ trừ lâu chủ lâu một ra quan hệ giữa lâu chủ lầu hai và lâu chủ lầu ba không được tốt đẹp cho lắm tiểu thư chúng ta có gặp những đại nhân vật kia không nha hoàn nhỏ giọng hỏi nếu không gặp mạng lưới quan hệ do họ lập nên sẽ gặp ảnh hưởng nhất định đây không phải điều yên vũ lâu muốn thấy tất nhiên phải gặp rồi ta mua xem thử bọn họ định lấy đồ gì mua đi ông già thần bí đó bách hoa tiên tử cười lạnh sở dĩ lâu chủ lầu một bày trận lớn như vậy chẳng phải vì muốn đổi lấy nhiều lợi ích hơn giữa các thế gia võ đạo cổ xưa và siêu cấp tông môn ư ừ. nói xong lời này bách hoa tiên tử đang muốn đi ra ngoài cửa nhưng vào lúc này cửa đột nhiên lặng lẽ mở ra từ ngoài cửa một cô bé mặc váy đen bước ra từ hố đen trong hư không hai tay chắp sau lưng đôi mắt đen như ngọc không nhìn ra cảm xúc nơi này là bách hoa lâu ngươi là ai nha hoàn quát lớn bách hoa tiên tử cũng nhìn về phía đó đột nhiên nàng ta nhìn thấy gương mặt vô cùng quen thuộc chính là cô bé mặc váy đen thần bí ban sáng là ngươi à nàng ta giật mình bật thốt thành tiếng a lộ không nói gì chỉ lường qua sau đó hư không vặn vẹo nha hoàn vừa quát lên ban nãy bị sức mạnh không gian nghiền nát bấy biến thành mưa mấu văng tung tóe điều khiến người ta cảm thấy càng kinh dị hơn là làn mưa mấu kia chỉ lơ lửng trong không trung không hề rơi xuống người ngươi bách hoa tiên tử đứng sững tại chỗ cảm giác sợ hãi khó nói nên lời siết chặt lấy tim nàng ta đây là thủ đoạn khủng khiếp gì vậy Bách Hoa Tiên Tử đã sống cả ngàn năm, cũng xem như nhân vật cấp lão tổ, nàng từng trải qua thời đại mà những phất tay của cường giả có thể hủy diệt cả đất trời. Cũng từng trải qua con đường trưởng thành vô cùng yêu nghiệt của các thiên tài siêu cấp. Nhưng vào thời khắc này, ngay trước mặt A Lộ, nàng lại cảm giác như mình là một đứa bé non nớt và yếu đuối, không hề có sức chống đỡ. Đó là một cảm giác tuyệt vọng cùng cực từ sâu trong lòng. Chỉ một ánh mắt là có thể nắm giữ cả đất trời. Đây là tầng lớp vô thượng mà nàng ta không có cách nào tiếp xúc được rốt cuộc là cường giả mạnh mẽ đến mức nào cô cô muốn làm cái gì bách hoa tiên tử nuốt một ngụm nước bọt người được mùi mấu tanh tràn ngập trong không khí nàng mở miệng hỏi dù sao nàng đã sống ngàn năm sau phút giây khủng hoảng ngắn ngủi nàng ta nhanh chóng bình tĩnh lại nàng biết trước mặt cường giả đến bậc này cho dù nàng có bất kỳ phản kháng nào cũng không có tác dụng nếu như đối phương muốn rớt nàng có lẽ chỉ cần một ý nghĩ đã có thể khiến cho nàng yên lặng biến mất về bên kia thế giới a lộ không trả lời nàng chỉ liếc mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh chân mày hơi nhíu lại một khắc sau nàng chợt lao tới kéo bách hoa tiên tử trốn vào trong hư không lần thứ hai bách hoa tiên tử mở mắt ra thì nàng mới phát hiện mình đã tới cửa địa lao rồi cô tự đưa người ra hay đẻ ta đi vào mang hắn ra cô tự chọn đi a lộ hờ hững nói khuôn mặt nhỏ bé non nớt không một chút biểu cảm bách hoa tiên tử nuốt nước miếng thêm lần nữa khả năng biến ảo không gian này đã vượt quá khả năng nhận biết của nàng rồi nàng biết nếu để a lộ tự mình ra tay có lẽ nàng cũng không còn cơ hội sống sót nữa bách hoa tiên tử há miệng À, không biết tiền bối đến làm khách ở lầu yên vũ của ta ta hơi thiếu sót nên mong ngài thứ tội một giọng nói nam tử bỗng vang lên ngay sau đó trên bầu trời bỗng xuất hiện một luồng ánh sáng óng ánh vút nhanh quá nhanh như sấm chớp đang giáng xuống thủ tôn đại nhân bách hoa tiên tử nhìn thấy nam tử trung niên này xuất hiện nàng ta lộ ra vẻ vui mừng người này chính là thủ tôn lâu chủ của lầu yên vũ đôi mắt đen như ngọc của a lộ thờ ơ liếc mắt nhìn ông ta nhưng chỉ một cái nhìn này thôi cũng đủ khiến cho Thủ Tôn lâu chủ căng thẳng đến cực hạn, mồ hôi lạnh ướt cả áo sau lưng. "Ngươi muốn ngăn cản ta?" A Lộ hờ hững hỏi. Tiên bối hiểu nhầm rồi, trong lao tù ẩm ướt, ánh sáng u ám, chỉ sợ ngài đi vào sẽ làm bẩn quần áo của ngài, để vãn bối tự mình đi vào đưa hắn ra cho ngài. Thủ Tôn lâu chủ ôm quyền, nở nụ cười. A Lộ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, gật gù. Thủ Tôn lâu chủ vội vàng mở địa lao ra, không quá nửa nén hương, hắn đã dẫn lão nhân thần bí đi ra ngoài mong tiền bối thứ tội chúng ta chỉ sợ ông ta lại nổi khùng lần nữa mà không thể khống chế được ông ta cho nên mới dùng hạ sách nhốt ông ta vào trong địa lao hoàn toàn không hề ngược đãi gì ông ấy mong tiền bối không nên tức giận thủ tôn lâu chủ cẩn thận giải thích a lộ nhìn thấy trên người lão nhân thần bí không có bất cứ vết thương hình phạt nào nàng cũng không nhiều lời nắm lấy tay ông ta rồi biến vào hư không biến mất không thấy tăm hơi mãi đến tận khi hơi thở của a lộ rời xa lầu bách hoa này rồi thủ tôn lâu chủ mới thở một hơi dài cơ thể căng thẳng cũng dần dần thả lỏng bách hoa tiên tử cũng không ngừng thở gấp giống như muốn thở hết nỗi sợ hãi ngột ngạt ở trong lòng chỉ thời gian một nén nhang mà thôi bách hoa tiên tử mới dần bình tĩnh lại nhưng trong lòng nàng vẫn còn hơi sợ hãi nghĩ đến những thứ lúc a lộ vung tay tạo ra nàng vội vã nhìn về phía thủ tôn lâu chủ hỏi thủ tôn đại nhân nàng rốt cuộc nàng ta là ai khuôn mặt của thủ tôn lâu chủ vô cùng nghiêm nghị ông ta lắc đầu nói không rõ nhưng mà trước mặt nàng ta à. trong lòng ta cũng thấy sợ Ta có dự cảm, nàng là một cường giả kinh khủng đến mức những người như chúng ta không thể nào tiếp xúc. Bách hoa tiên tử cũng tỏ ra khiếp sợ, ngay cả thủ tôn lâu chủ cũng sợ đến mức này. Vậy rốt cuộc cô gái mặc váy đen đó là ai? Nàng cũng không dám tưởng tượng, trong đại hội bách hoa lại có một người như thế xuất hiện. Có thể, sở dĩ lần này nàng ta tham gia vào đại hội bách hoa cũng là vì ông già thần bí đó, thủ tôn lâu chủ nói. Ông ta còn tưởng mình được một món hời, lấy những thần bí trên người ông già kia tung ra ngoài để hấp dẫn mấy nhân vật lớn mang tới nhiều lợi ích nhưng ai ngờ suýt chút nữa ông ta đã làm hại toàn bộ lầu yên vũ diệt vong ông ta không hề hoài nghi rằng nếu cô gái váy đen đó muốn hủy diệt toàn bộ lầu yên vũ đó chỉ cần một suy nghĩ mà thôi bởi vậy ông ta mới vội vội vàng vàng chạy tới cũng là vì sợ vị cường giả thần bí này tức giận chuyện này không được lan truyền đi cứ nói là lão nhân thần đó bỏ trốn rồi mấy người đến bái phòng đó thì cô cứ đi chào hỏi rồi bảo bọn họ rời đi đi thủ tôn lâu chủ phất tay nói ngay sau đó cơ thể ông ta hơi chuyển động rời khỏi chỗ này bách hoa tiên tử kinh ngạc đứng tại chỗ nghĩ đến lúc ban sáng may mà nàng không làm gì bất kính với cô gái mặc váy đen kia nếu không chỉ sợ cái mạng nhỏ này cũng không giữ được nữa không ngờ trong võ đại lục này vẫn còn cất giấu một đại lão như thế xem ra ta vẫn còn khinh thường người trong thiên hạ này rồi bách hoa tiên tử than thở nói rồi nàng cũng nhanh chóng rời đi trước mắt nàng phải giải quyết hết những phiền toái này đã, vẫn còn nhiều chuyện đang chờ nàng đi giải quyết đây này. Đầu tiên phải đi chào hỏi vài nhân vật, đó không phải là nhân vật nhỏ gì, làm sao có thể khiến họ đi cũng là một chuyện rất nhức đầu. Cũng trong lúc đó, khi A Lộ tự mình tới chỗ Bách Hoa Lầu, Trần Mộc cũng rời khỏi khách sạn, đi về phía phường thuốc trong thiên nguyệt thần thành. Với năng lực của A Lộ, muốn dẫn một người đi khỏi Lầu Yên Vũ chỉ là chuyện đơn giản như ăn cơm mà thôi, hắn không nghi ngờ chút nào về năng lực làm việc của A Lộ chuyện hiện tại hắn cần phải làm là luyện chế thiên tàm tục mệnh đan giúp a lộ năm đó thiên tàm tục mệnh đan là do hắn nghĩ ra đây chỉ là đan dược tứ phẩm nên không quá khó để luyện chế đêm khuya ánh trăng sáng như khay bạc chiếu xuống từng sợi nhỏ thiên nguyệt thần thành náo nhiệt của ban ngày vào buổi tối đường phố yên áng hơn không ít ngay khi trần mộc đi về phía dược phường trong bóng đêm yên tĩnh đó đột nhiên có hai người đàn ông trung niên đứng cuối ngã tư đường bóng tối bao phủ cũng không che giấu được mùi mấu tanh tràn ngập trong không khí đôi mắt họ lạnh như băng còn có phần trêu tức họ nhìn về phía trần mộc còn lóe lên sát ý khiến cho cả vùng thế giới như lắng lại trần mộc dừng lại nhìn hai người này rồi mới nói hai vị có việc gì sao công tử nhà ta muốn mời ngươi đi tới đây một chuyến một người đàn ông trung niên trong số đó cười nói công tử nhà ông là ai quý minh hiên nếu ta không đồng ý thì sao vậy thì ngươi có thể vĩnh viễn nhắm mắt rồi trần mộc bật cười hóa ra hắn ta nhận ra ta rồi nhỉ trong đại hội bách hoa trước đó Quý Minh Hiên đã nhìn thấy thực lực của hắn, vẻ ngoài thì không dao động gì. Trần Mộc còn tưởng đối phương không nhận ra mình nữa, bây giờ nhìn lại, xem ra hắn đã đánh giá nhầm năng lực tình báo của nhà họ quý rồi. Người đàn ông trung niên cười nói, dám tới tham gia đại hội bách hoa này, ngươi phải chuẩn bị tinh thần liều chết nhỉ. Người của quý gia có dễ rớt vậy đâu, đặc biệt là như với người không có bối cảnh gì như ngươi, nếu đã dám rớt quý công tử thì phải để mạng lại. Linh lực quanh người bọn họ dập dờn lan tỏa, thực lực của cảnh giới Vạn Pháp Bộc Lộ hoàn toàn không giấu giếm, chỉ là đối mặt với linh lực từ cảnh giới Vạn Pháp, Trần Mộc chỉ lắc đầu cười khẽ, xem ra năng lực tình báo của công tử nhà ngươi hơi tụt hậu rồi, bây giờ với ta mà nói, đỉnh cao ở cảnh giới Vạn Pháp cũng chẳng là gì cả. Người đàn ông trung niên nghe nói vậy thì có ý cười mỉa nơi đáy mắt, chỉ là một thằng nhóc ở cảnh giới thần tàng mà cũng ngông cuồng thật. Trần Mộc cười khẽ, hai ngón tay gập lại, một đạo kiếm quang bắn qua hư không, chỉ trong một hơi thở nó đã xuất hiện dưới yết hầu của một người đàn ông trung niên mang theo sát khí lạnh thấu xương ra tay không một tiếng động nhanh như quỷ mị khó lòng phòng bị tên đàn ông trung niên kia cảm nhận được kiếm khí lạnh như băng dưới yết hầu nét mặt thay đổi cơ thể nhanh chóng lui lại phía sau nhưng ai có thể ngờ rằng hai ngón tay của trần mộc lại vươn ra khoảng không phía sau tên đàn ông trung niên kia bị xé nát dẹt dạ, tốc độ của hắn không thể bằng tốc độ của kiếm chỉ trong một hơi thở cái đầu đã lăn lông lốc ra ngoài ra tay từ xa sao có thể chứ? Một tên đàn ông trung niên khác nhìn thấy chỉ chưa đầy 3 giây, một cường giả vạn pháp cảnh đỉnh phong đã bị chớm đầu dễ dàng như vậy, vẻ mặt đầy kinh hãi. Ra tay từ xa là thủ đoạn mà chỉ có người ở bất diệt cảnh mới có thể thực hiện, tại sao một tên nhãi thần tàng cảnh lại có thể làm được? Thế nhưng ngay sau đó, hắn tinh mắt nhận thấy giữa hai ngón tay Trần Mộc có một chiếc phù thần bí màu xanh thẳm, sức mạnh không gian vô tận từ trong đó trào ra, ảnh hưởng đến khu vực này. Ấn thần thiên không, tên đàn ông trung niên kia nheo mắt, lúc này mới hiểu ra sử dụng ấn thần thiên không có thể ra tay cách không trong cự ly ngắn hắn ta không ngờ trong tay trần mộc lại có thứ này thằng khốn không ngờ lại bị ngươi chơi xỏ tên đàn ông trung niên kia không còn rừng dưng nữa linh lực toàn thân tỏa ra hóa thành quần sáng linh lực bảo vệ xung quanh mình sau đó hắn ta bước ra hiên địa chấn động một cỗ linh lực cuồng bạo vô song ầm ầm khắp bầu trời toàn lực chiến đấu uy áp chấn động khó tả làm dung chuyển khoảng không gần như khiến không gian xung quanh vỡ tung ra từng mảnh Thanh thế vô cùng đồ sộ. Đột nhiên, sát khí trong mắt hắn ta bắn ra, lao nhanh như mãnh hổ xuống núi. Đại đao trong tay múa mai liên tục, sấm sét rền vang, chớm một nhát về phía đầu Trần Mộc. Chết đi cho ta. Dầm, đao còn chưa đến. Luồng năng lượng khủng bố đã quét sạch mọi thứ trong vòng trăm trượng, thế tới mãnh liệt như muốn xé rách Trần Mộc. Dưới ánh sáng sấm sét đan xen, con ngươi màu đen vẫn ngậm ý cười. Vạn pháp cảnh cũng dám kêu gào ư? Đột nhiên, Trần Mộc bước lên trước kiếm vực cường đại hóa thành kết giới lan ra bốn phía lưu hỏa ngùn ngụt bên trong kiếm vực tỏa ánh sáng lộng lẫy vô cùng nóng bỏng như vô số quả cầu lửa ngưng tụ lại với nhau Trần mộc rút kiếm dẹt kiếm quang như lôi đình xé tan bóng tối bầu trời tràn ngập ánh lửa hư không vặn vẹo dưới sự diễn biến của ý cảnh kiếm đạo thần bí vô số yêu ma quỷ quái quanh quẩn bên một tôn anh linh cổ quan hóa thành dị tượng thiên địa nhẹ nhàng hiện lên cheng đao kiếm chạm vào nhau tiếng động kinh thiên vang lên trong buổi đêm tối tăm như tiếng trung ngân ánh đao và ánh kiếm cùng bạo chạm vào nhau sóng linh lực quét ngang sức mạnh kiếm đạo minh mông từ trong anh linh cổ quan tỏa ra bao phủ khắp trời tinh quang vô tận từ trong đó rơi xuống như hoa một một tia tinh quang trong suốt đều giống như sao trời bị đánh cắp ẩn chứa sức mạnh kỳ lạ nặng như núi chấn áp ánh kiếm kia xẹt xẹt chỉ trong chốc lát bàn tay cầm đại đao của tên đàn ông trung niên điên cuồng run rẩy khi tinh quang từ trên trời rơi xuống hắn ta cảm giác như muốn tan xương nát thịt thân thể đau đớn không chịu nổi r rốt cuộc ngươi là ai tên đàn ông trung niên lộ vẻ mặt kinh hãi chỉ là tên nhãi thần tàng cảnh sao có thể phát ra sức mạnh kiếm đạo ghê gớm như thế được là người lấy mạng ngươi trần mộc nhếch môi cười khẽ đột nhiên hắn gập hai ngón tay lại xuyên qua hư không đạo kiếm qua kia lóe lên vô số tia sáng bẻ gãy đao mang sắc bén kia hóa thành ngọn thương tử thần lao thẳng về phía ít hầu kẻ địch dẹt một tia xét xé ngang bầu trời sau đó lại có thêm một cái đầu rơi xuống, máu tươi bắn tung tóe nhuộm hồng màn đêm. Tên nam tử trung niên kia trợn trắng mắt, thi thể đứt đôi, sinh mệnh dứt hẳn. Đâu cần phải vậy chứ? Trần Mộc Thu kiếm lại, không thèm nhìn lại một cái, hờ hững bước qua thi thể bọn chúng. Hắn không hề muốn gây chuyện, nhưng kiểu gì cũng có người muốn chết. Cách đó khoảng trăm trượng, trên một tòa gác mái, gió thổi miên man, có một lão giả cao tuổi mặc áo bào xanh, dáng đứng lom khom, đang vuốt chòm râu trắng muốt hai mắt sáng ngời nhìn về phía xa trên gương mặt đầy nếp nhân là vẻ kinh ngạc quá trình trần mộc rớt chớt hai cường giả vạn pháp cảnh vừa rồi chắc chắn đã bị hắn ta nhìn thấy cả lấy sức mạnh thần tăng cảnh tầng thứ 9 đánh trước cường giả vạn pháp cảnh đỉnh phong bản thân nó đã là một việc vô cùng khó tưởng huống hồ trong suốt quá trình ấy trần mộc cũng không hề bị thương nhìn vô cùng nhẹ nhàng khiến hắn ta càng chấn động hơn tiểu giai con thấy thế nào lão giả mỉm cười hỏi bên cạnh lão giả đứng tuổi đó còn có một cô gái điềm tĩnh tay cầm dù trắng tuổi còn son sáng như ngọc quý thịt da trắng ngần như tuyết mặc một thân đồ trắng phiêu phiêu tựa như tiên nữ trên trời hạ phàm đẹp tới nỗi khiến người ta không rời mắt được ra ra hắn chỉ gặp may có được sức mạnh của ấn thần thiên không ra tay bất ngờ nên mới rớt chớt một cường giả vạn pháp cảnh nhẹ nhàng như thế thôi nếu hai cường giả vạn pháp cảnh liên thủ với nhau chỉ sợ hắn ta sẽ không nhẹ nhàng được như bây giờ đâu cô gái áo trắng thản nhiên nói con ấy rõ ràng không phục trong lòng tên nhóc này được vậy là ưu tú lắm rồi lão giả cười khẽ sau đó hắn ta ngẩng đầu nhìn theo bóng trần mộc đang dần đi xa trong đôi mắt tăng thương lóe lên sự hứng thú nhân lúc ban đêm không có việc gì ta định ra ngoài đi dạo giãn cơ không ngờ lại gặp phải chuyện thú vị như vậy không ngờ tên nhóc này lại có cả ấn thần đại địa và ấn thần thiên không đúng là may mắn thật để lão phu kiểm tra thử xem nếu đúng tên nhóc này có bản lĩnh đặc biệt lão đây không ngại nhận hắn làm đồ đệ lão giả cười nhạt nói ra ra tại sao người lại muốn nhận hắn làm đồ đệ cô gái áo trắng há hốc mồm có lẽ những người khác không rõ như nàng ta là cháu ruột hiển nhiên biết ra ra mình có bản lĩnh như nào một tay hắn sáng lập nên linh khư điện dưới gối có bảy tên đệ tử đều là thiên tài nổi tiếng trung thổ thần châu tuy linh khư điện của hắn ta tạm thời vẫn kém siêu cấp thế lực như vũ hóa thần môn nhưng nhìn khắp đất này vẫn là thế lực không hề yếu không được ta không đồng ý hắn tới cũng chỉ làm lãng phí tài nguyên linh khư điện chúng ta mà thôi trừ phi trừ phi hắn lấy ra một chiếc ấn thần để trao đổi ta mới đồng ý cho hắn bước chân vào linh khư điện cô gái áo trắng lạnh lùng nói đệ tử linh khư điện tuy ít nhưng tài nguyên lại rất nhiều dù sao ra ra nàng ta năm đó cũng là nhân vật lớn trên đất trung thổ thần châu khống chế tài nguyên tu luyện không ít chỉ bỏ ra một chiếc ấn thần đổi lấy tư cách bước vào linh khư điện trong mắt nàng ta đây là việc đương nhiên hơn nữa trần Mộc còn được lời dù sao trên đất trung thổ thần châu này có không biết bao nhiêu thiên tài tha thiết ước mơ được nhận vào cửa linh khư điện lấy một chiếc ấn thần gia ư lão giả trầm tư một hồi nghe cũng thấy có lý dù sao thì trong số những đệ tử bước chân vào linh khư điện tu luyện trước đây ai cũng phải cống hiến nếu để trần mộc bước vào hai tay trống trơn khó trách khỏi chuyện khiến những đệ tử khác thấy không phục trong lòng thiên nguyệt thần thành rất rộng lớn lại có vô số dược phường trần mộc ghé thăm một trong những dược phường dễ dàng tìm được tất cả dược liệu để luyện chế thiên tàm tục mệnh đan khi Trần Mộc trở lại quán trọ, còn chưa kịp luyện chế đan dược thì khoảng không trước mặt hắn đã trở nên méo mó. Từ lỗ đen trong hư không, A Lộ chậm rãi bước ra ngoài, phía sau nàng ta còn có một ông già bí ẩn, chính là người sống sót duy nhất của Bắc Kiếm Tông hồi sáng. Lúc này, ông già thần bí vẫn nhắm chặt mắt, trong cơ thể vẫn không có chút năng lượng nào. Ông già bí ẩn này chính là vị sư huynh đã hướng dẫn A Lộ tu luyện khi nàng ta gia nhập giáo phái. Khi đó, A Lộ chỉ là một cô bé khoảng 10 tuổi, vị sư huynh này đã chăm sóc A Lộ rất tốt qua nhiều năm vị sư huynh này đã thay đổi rất nhiều nhưng nhìn thoáng qua a lộ vẫn có thể nhận ra đáng tiếc là bây giờ linh đài của ông ta đã bị phá vỡ hoàn toàn a lộ không thể dùng phương pháp của riêng mình để tẩy rửa ký ức của ông ta và tìm hiểu sự thật năm đó nữa nàng ta chỉ còn cách đánh thức ông ta thì mới có thể biết được rốt cuộc năm đó bắc kiếm tông đã xảy ra chuyện gì bắc kiếm tông là giáo phái của a lộ trong đó có những ân sư đã từng dẫn dắt a lộ trên con đường tu hành và cũng có những sư huynh sư đệ những người đã chăm sóc a lộ như chị em gái ruột có thể nói rằng bắc kiếm tông là ngôi nhà thứ hai của a lộ sự suy tàn của bắc kiếm tông là nỗi đau sâu sắc nhất trong lòng a lộ dù phải trả giá bao nhiêu đi chăng nữa a lộ cũng sẽ cố gắng hết sức để tìm ra sự thật năm đó biết được quyết tâm của a lộ trần mộc đã cố gắng hết sức để giúp đỡ dù sao thì hắn cũng là một nửa đệ tử của bắc kiếm tông ta đã tìm được tất cả dược liệu của thiên tàm tục mệnh đan rồi tối nay ta có thể luyện chế nó về phần lá cửu dương linh và dễ cây nam thiên thì ngươi phải đi tìm được mới được trần mộc nói hai dược liệu này không ở trong đại lục thiên vũ mà ở trong thần vực tuy nhiên với sức mạnh của a lộ việc lấy được hai loại linh dược này không hề khó a lộ gật đầu đáp ta phải giấu a nguyên ở một nơi an toàn trước đã sau đó sẽ tới thần vực trong khoảng thời gian tới đây ta sẽ không ở đại lục thiên vũ nữa nàng ta hướng đôi mắt đẹp về phía trần mộc nhẹ nhàng nói a huyền ngươi phải cẩn thận đấy không sao ngươi còn không hiểu ta sao ta sẽ không chớt đâu trần mộc khẽ mỉm cười a lộ nhìn vào mắt trần mộc một lúc sau trên khuôn mặt thờ ơ thường ngày của nàng ta hiện lên một nụ cười nàng ta xòe bàn tay ngọc ra trong tay xuất hiện một miếng ngọc bội đưa cho trần mộc a à huyền đây là miếng ngọc bội của ta bên trong có một ý niệm ta gieo vào trong đó nếu ngươi cần hãy nghiền nát nó ra ta sẽ biết được tình hình của ngươi và đến ngay a lộ nói trần mộc ngạc nhiên liếc nhìn a lộ nhưng không từ chối lòng tốt của nàng ta mà nhận lấy cảm ơn ngươi đã chăm sóc a à tuyết thay ta khi nào có thời gian ta sẽ tìm nàng ấy chơi a lộ nói dây tiếp theo a lộ bước ra ngoài đi vào khoảng không và biến mất trong quán trọ cùng với ông già bí ẩn trần mộc cầm ngọc bội trong tay không khỏi nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ dây tiếp theo hắn lấy lò luyện đan ra bắt đầu luyện đan ngày hôm sau khi lê tuyết tỉnh lại phát hiện a lộ đã rời đi trong lòng không khỏi buồn bã a lộ chỉ về nhà trước thôi Nàng ấy nói lần sau sẽ lại đến chơi với cô, Trần Mộc giải thích. Cha mẹ nàng ấy không phải đều chết rồi sao? Lê Tuyết nhìn Trần Mộc với ánh mắt khó hiểu. Nàng ấy đi tìm cha mẹ nuôi. Bắc Kiếm Tông là ngôi nhà thứ hai của A Lộ. Vậy nên hắn nói như vậy cũng không sai. Ồ, dù sao Lê Tuyết cũng khá đơn thuần. Sau khi nghe Trần Mộc giải thích, cô bé cũng không hỏi thêm câu nào nữa. A à Mộc, chúng ta đi đến đan phường đi. Nghe nói ở đó có rất nhiều người đấu đan. Chắc hẳn rất thú vị. Chúng ta đi xem thử đi. Lê Tuyết mong đợi nhìn Trần Mộc, bởi vì a lộ đã quen gọi trần mộc là a mộc nên chẳng biết từ khi nào lê tuyết cũng đã quen với việc gọi trần mộc a mộc trong đôi mắt đẹp của phương thanh điệp lóe lên vẻ kỳ lạ hiển nhiên nàng ta cũng rất hứng thú với những nơi như đan phường xét cho cùng luyện đan sư là một nghề tương đối thần bí ở lục địa thiên vũ đặc biệt là các trận đấu đan mãn nhãn không kém gì những cuộc thi đấu võ thuật được trần mộc gật đầu ngô tả phong cao mày tiểu thư chúng ta ra ngoài đã lâu đã đến lúc trở về rồi ngươi muốn quay về thì về trước đi ta không muốn quay lại nơi nhàm chán buồn tẻ đó, Lê Tuyết bĩu môi đáp. Võ Tả Phong bất lực thở dài, cuối cùng hắn ta vẫn không thể đấu lại Lê Tuyết, cũng không thể yên tâm để Lê Tuyết đi theo Trần Mộc, chỉ còn cách đi cùng họ mà thôi. Đan phường nằm ở phía bắc của Thiên Nguyệt Thần Thành, bởi vì Thiên Nguyệt Thần Thành có diện tích rất lớn, lúc nhóm Trần Mộc đến đan phường, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, nắng như thiêu đốt, sự nóng bức trong không khí cộng với hơi lửa nóng rực trong đan phường, khiến khí huyết của con người dạo rực không thôi. Trên thực tế diện mạo của đan phường không khác nhiều so với các hội trợ điểm khác biệt lớn nhất là các luyện dược sư từ khắp nơi trên thế giới đều tụ tập về đây từ đây mọi người có thể tìm thấy những loại thần dược chưa từng xuất hiện ở nhiều nơi cùng với điều đó nơi này cũng không phải trốn yên bình cảnh nhiều luyện dược sư đấu đan đến mức đánh nhau cũng không phải chuyện hiếm thấy hơn nữa mỗi một luyện dược sư đều có những mối liên hệ nhất định xung quanh có rất nhiều cường giả tụ tập khi đánh nhau các cường giả cũng tham gia hỗn chiến chấn động trời đất khiến đan phường này phải chịu không ít tổn thất. Chỗ này nhiều người quá. A à Mộc, nhìn xem, bọn họ đều là luyện dược sư sao. Đôi mắt to của Lê Tuyết không ngừng quét quanh đan phường. Một tay nắm chặt tay áo của Trần Mộc, tò mò không ngớt. Đây là lần đầu tiên cô bé nhìn thấy nhiều luyện dược sư tụ tập cùng nhau như vậy. Phải biết là ngay cả trong vũ hóa thần môn, luyện đan sư cũng hiếm thấy. Nhưng vào lúc này, lại có không dưới 10.000 người tụ tập ở đây. Đương nhiên, không phải tất cả đều là luyện đan sư cũng có một ít võ giả từ bên ngoài tới xem náo nhiệt và cả các cường giả tới mua đan dược nữa là một cường giả bất diệt cảnh võ tả phong đi ở phía trước luôn bảo vệ cho lê tuyết về phần phương thanh điệp và trần mộc võ tả phong không quan tâm đến mạng sống của họ thấy vậy trần mộc chỉ lắc đầu mỉm cười phớt lờ hắn ta trần mộc ta nghe nói nơi này có người muốn đấu đan để kén rể ngươi có muốn đấu đan để đoạt một mỹ nữ về không phương thanh điệp cười nói nếu như cô dựng lôi đài đấu đan kén rể thì ta có thể tham gia trần mộc nghiêm túc nói ngươi đừng có mơ phương thanh điệp mím đôi môi đỏ mọng hư lạnh một tiếng a mộc lúc này lê tuyết dường như phát hiện ra điều gì keo lấy áo trần mộc đột nhiên nói trần mộc nhìn theo ánh mắt lê tuyết hắn thấy một vài nhóm người tụ tập trước một sân luyện đan sang trọng liên tục chỉ trỏ tại sao ta đánh bại đồ đệ của ngươi mà lại không thể lấy thuần âm thâm kình đan các ngươi nói mà không giữ lời tên nhóc thuần âm thâm kình đan là đan dược cấp 6 Mặc dù ngươi vừa đánh bại đồ đệ của ta, nhưng các ngươi chỉ có thể đánh cược một người hầu thôi, người hầu bên cạnh hắn bây giờ là của ngươi rồi đó. Ta không cần người hầu của hắn, ta muốn thuần âm thâm kình đan. Tên nhóc, muốn có thuần âm thâm kình đan thì phải đánh bại ta mới được. Ở giữa đám người, có một thiếu niên da đen ước chừng 16 tuổi, mồ hôi đầm đìa, trong lòng bàn tay có một ngọn lửa cháy hừng hực, trong lửa mơ hồ có một viên thuốc mới hình thành, có vẻ vừa mới kết thúc trận đấu đan với ai đó. Đối diện hắn ta là một người đàn ông trung niên trên ngực có 6 tấm tinh phù, 6 tấm tinh phù này tượng trưng cho thân phận bây giờ của hắn ta, một luyện đan sư cấp 6. Sao vậy, ngươi có dám cùng ta đấu một trận đan không? Nếu ngươi thắng, thuần âm hổ báo đan này sẽ là của ngươi, luyện dược sư trung niên híp mắt đủ cợt. kaka, quên đi, huynh không thể đấu lại ông ta đâu. Dưới chân thiếu niên da ngăm đen còn có một cậu bé 7-8 tuổi đi theo, khuôn mặt đứa trẻ đỏ như núi lửa, ngay cả đôi mắt cũng đỏ sậm, như có ngọn lửa đang tràn vào bên trong luồng nhiệt nóng bỏng không ngừng tràn ra khỏi cơ thể của cậu bé thậm chí cả mặt đất cũng trở nên đỏ rực cảnh tượng kỳ lạ này khiến nhiều người có mặt không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy đứa trẻ này trong mắt trần mộc cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên tuyệt dương chi thể tuyệt dương chi thể là cơ thể sở hữu linh căn tuyệt dương là linh căn siêu cấp còn hơn cả linh căn thái dương trần mộc không ngờ linh căn hiếm có này lại xuất hiện ở đây đệ đệ nhớ cho kỹ chúng ta là huynh đệ ta nhất định sẽ cứu đệ nhất định thiếu niên da ngăm đen kiên quyết nói với đứa nhỏ bên cạnh vừa dứt lời thanh niên da đen đã tiến lên một bước đối mặt với luyện dược sư trung niên ta sẽ đấu đan với ông nếu ta thắng thuần âm thâm kình đan sẽ là của ta nếu ta thua ta sẽ làm nô lệ cho ông đến hết đời trên mặt thiếu niên da ngăm đen lộ ra vẻ quyết tâm hung hăng gầm lên hắn ta biết mình đã không còn đường lui nữa bắt buộc phải lấy được thuần âm thâm kình đan để cứu mạng em trai mình trần mộc nhìn đứa trẻ toàn thân đỏ bừng giống như một ngọn núi bốc cháy kia Cậu bé này chỉ mới 78 tuổi, toàn thân hừng hực lửa như dung nham sắp phun trào, thậm chí nhiệt độ xung quanh cũng nóng đến bất thường. Loại linh căn này đã không còn xa lạ với hắn nữa, đó là linh căn Tuyệt Dương. Linh căn Tuyệt Dương tương tự như linh căn Thái Dương, nhưng điểm khác biệt là linh căn Tuyệt Dương bá đạo hơn linh căn Thái Dương, thuộc về phẩm chất cực dương. Nếu một người có linh căn như vậy mà sinh ra trong một trong những gia đình quý tộc hàng đầu thì sẽ là một kỳ tài, chỉ cần có đủ vật mang khí âm khống chế thì tu vi của người đó sẽ còn khủng khiếp hơn cả đám quái vật thiên tài. Được mệnh danh là con cưng của ông trời kia, nhưng đáng tiếc là cậu bé lại sinh ra trong một gia đình nghèo khó, đừng nói là tu luyện, ngay cả duy trì mạng sống cũng khó khăn. Loại linh căn cực dương này buộc phải có một thứ cực âm nào đó kiềm chế, nếu không sẽ không thể điều khiển được, sẽ tự làm hại mình, mang theo linh căn quý hiếm lúc này lại trở thành gánh nặng. Muốn đấu đan với lão phu sao? Khóe môi người đàn ông trung niên nở nụ cười giễu cợt, nhìn thiếu niên da ngăm đen. Thiếu niên da ngăm đen tuy còn trẻ, chỉ mới 16, 17 tuổi nhưng thuật luyện đan điều luyện mà hắn ta sử dụng khi luyện chế đan dược vừa rồi cũng khá phi thường. tuy rằng không biết hắn ta theo học môn phái nào, nhưng tuổi còn trẻ như vậy đã có thể lên tới luyện dược sư. hơn nữa thiên phú luyện đan cũng không hề thấp. người có phẩm chất luyện đan như vậy mà trở thành đan nô phục vụ ông ta suốt đời thì sẽ hữu ích hơn bất kỳ người hầu nào khác. được, ta nhận lời đấu đan của ngươi. nếu ngươi đánh bại ta, ngươi có thể lấy viên thuần âm thâm kình đan này. người đàn ông trung niên cười nói. dám đấu đan với lục tùng tiên sinh tên nhóc này đúng là không biết trời cao đất dày. Lục Tùng tiên sinh là luyện dược sư cấp 6 trong đan hội thiên nguyệt thần thành của chúng ta, địa vị rất cao, thuật luyện đan lại siêu phàm, ở thiên nguyệt thần thành này cũng thuộc vào hàng cao thủ rồi đó. Thằng nhóc này thua chắc rồi. Người đàn ông trung niên dường như đã có danh tiếng nhất định ở đan phường. Sau khi ông ta chấp nhận yêu cầu đấu đan của thiếu niên ra ngăm đen, lập tức gây ra một cuộc náo động. Nghề luyện dược sư vốn đã hiếm có, luyện dược sư cấp 6 lại là nhân vật cao thủ, Thuần âm thâm kình đan này do ông ta tự tay chế tạo, đã đạt tới cấp 6. Nghe những người xung quanh xì xào, thiếu niên da đen nắm chặt tay, nhắm mắt lại, thở ra một hơi. Khi mở mắt ra lần nữa, mọi vẻ bối rối trong mắt đều biến mất. Những lời chế nhạo của người khác đã không còn ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn ta nữa. Kaka, thiếu niên da đỏ cũng nhìn hắn ta bằng ánh mắt lo lắng và căng thẳng. Không sao đâu, huynh chắc chắn sẽ lấy được thuần âm thâm kình đan đến cứu đệ. Cứ tin tưởng huynh. Huynh chắc chắn có thể làm được, thiếu niên ra ngăm đen kiên định nói. Bùng, hắn ta mở lòng bàn tay ra, một quả cầu lửa bùng cháy. Sau đó, hắn ta búng ngón tay, các loại linh dược hóa thành dòng ánh sáng, bay ra khỏi chiếc nhẫn không gian của hắn ta, đi tới vạc luyện đan trước mặt. Bách linh thảo, hoa tử đằng, hổ cốt tam vị, linh lang yêu đan, nước chỉ địa dương. Trần Mộc nheo mắt lại, khi những linh dược đó bay vào vạc luyện đan, hắn cũng nắm bắt được đặc tính của những dược liệu đó một cách chính xác vậy là người này đang chuẩn bị luyện chế đan dược cấp 5, tam văn hổ dương đan tam văn hổ dương đan cũng là đan dược cấp 5 tầng cao nhất luyện chế cực kỳ khó khăn cho dù có là luyện dược sư cấp 5 tới thì tỷ lệ tạo thành thuốc cũng không đến 30%. mươi huống hồ thiếu niên da ngăm đen trước mặt chỉ là luyện dược sư cấp 4. đây chắc chắn là một thử thách cực kỳ mạo hiểm tam văn hổ dương đan người trẻ tuổi thì vẫn là người trẻ tuổi mà thôi lục tùng cười nhạo thân là một luyện dược sư cấp 4, Luyện chế đan dược cấp 5 khó khăn như vậy chẳng khác nào tranh giành cơ hội sống sót ở một nơi cực kỳ khắc nghiệt, mà mọi người đều biết, trong đấu đan, điều cấm kỵ nhất chính là luyện chế đan dược hoàn toàn không phù hợp với năng lực của mình. Trong một trận đấu đan, chỉ khi cả hai bên đều luyện thành đan thì mới có cơ hội so sánh, nếu không luyện thành đan thì đã thua ngay từ đầu rồi. Cách làm mạo hiểm của thiếu niên trước mặt về cơ bản chẳng khác nào tìm chết. Ông ta búng ngón tay, một ngọn lửa màu tím nhanh như tia chớp bắn vào trong vạc luyện đan trước mặt, sau đó tay còn lại của ông ta hơi vung lên dược liệu từ trong tay áo hóa thành những luồng ánh sáng rơi vào vạc luyện thuốc có hơn 20 loại nguyên liệu từ những thành phần dược liệu trong đó không khó để mọi người phán đoán đây cũng là đan dược cấp 5. bách hoa định thần đan lục tùng tiên sinh là luyện dược sư cấp 6. luyện chế đan dược cấp 5 thì dễ như trở bàn tay những người xung quanh lại kêu lên khi một luyện dược sư cấp 6 luyện chế đan dược cấp 5, tỷ lệ thu được đan là hơn 80%. Đôi mắt của thiếu niên ngăm đen tập trung vào lò luyện đan trước mặt, suy nghĩ của hắn ta không bị quấy nhiễu bởi những lời cảm thán của những người xung quanh hắn ta đồng thời mở ra hai tay mười ngón tay nhảy múa như tinh linh dưới sự điều khiển của hắn ta ngọn lửa màu nâu đỏ thỉnh thoảng thay đổi nhiệt độ và quỹ đạo bao bọc những dược liệu này nhanh chóng loại bỏ hết thành phần tạp chất kỹ thuật luyện đan của hắn ta khá cấp tiến bởi hắn ta ý thức được khuyết điểm của mình trong năm bước hóa lỏng nấu chảy khống chế nhiệt độ ổn định vạc và ngưng tụ linh dược Hắn ta chắc chắn phải tiêu hao toàn bộ sức lực cho hai bước điều khiển nhiệt độ và chấn áp vạc luyện. So với thuật luyện đan của thiếu niên gia ngâm đen, luyện dược sư cấp 6 Lục Tùng lại tuân thủ theo từng bước, không nóng nảy, tâm lý bình tĩnh, không vì luyện đan dược cấp 5 mà tỏ ra khinh thường. Tâm lý này không khỏi khiến những người xung quanh phải đánh giá cao, quả nhiên gừng càng già càng cay. Thời gian chậm rãi trôi qua, nắng như thiêu như đốt chiếu trên đỉnh đầu, nhiệt độ trong không khí càng ngày càng nóng, nhưng xung quanh đây có ai rời đi? Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào hai chiếc vạc luyện đan. Quá trình luyện đan này kéo dài ba nén hương, việc hóa lỏng và nấu chảy tương đối đơn giản, ngay cả một luyện dược sư cấp 4 như thiếu niên da đen cũng có thể hoàn thành. Quá trình luyện đan dần dần đi đến giai đoạn khống chế nhiệt độ và ổn định vạc. Tuy nhiên, vào lúc này, thiếu niên da ngăm đen đã đổ mồ hôi đầm đìa, ánh mắt không còn tinh thần như trước nữa, trở nên phờ phạc hơn rất nhiều, rõ ràng hắn ta đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Về phần Lục Tùng thì có vẻ bình tĩnh và thoải mái hơn. Ngọn lửa hừng hực được ông ta điều khiển thuần thục, với sự chú ý tỉ mỉ đến từng chi tiết, ông ta dễ dàng thực hiện được hai bước chính là kiểm soát nhiệt độ và ổn định vạc. So với tình trạng của thiếu niên da ngăm đen, tình trạng của ông ta tốt hơn rất nhiều, tuy trên trán có vài giọt mồ hôi nóng nhưng không quá nghiêm trọng, không ảnh hưởng đến nhịp điệu và thể trạng của ông ta. "Tiểu thư, hắn ta sắp thua rồi." Phía sau đám người, có mấy cô gái mặc quần áo màu xanh đang đứng đó, một nửa khuôn mặt của những cô gái này được che bởi một lớp khăn mỏng chỉ lộ ra một đôi mắt trong vèo họ có dáng người cao gầy dáng vẻ duyên dáng làn da trắng nõn chán rộng mày cong không khó để nhận ra tất cả những cô gái này đều vô cùng xinh đẹp sau khi nhìn thấy trạng thái của thiếu niên da đen một cô gái trong số đó khẽ nhíu mày nói với cô gái áo tím trước mặt thân là luyện dược sư trong thâm tâm cô gái biết rằng với tình trạng bây giờ thiếu niên da ngăm đen sẽ không bao giờ có thể hoàn thành hai bước quan trọng nhất là kiểm soát nhiệt độ và ổn định vạc cô gái kia vừa nói xong không bao lâu Đúng như dự đoán, lò nung bắt đầu rung lên. Tuy rằng biên độ của rung động này khá nhỏ, nhưng nhiệt độ trong vạc rõ ràng đã thay đổi rất lớn, tăng giảm không ổn định, ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình luyện đan. Thiếu niên da ngăm đen nghiến răng nghiến lợi, phát ra tiếng ken két, một vệt máu chảy ra từ kẽ răng, xem ra chỉ có biện pháp này mới có thể khiến hắn ta luôn ở trạng thái sung sức nhất. Không bao lâu, sự rung động nhẹ của vạc nung dần dần ổn định trở lại. Thiếu niên da ngăm đen thầm thở ra một hơi, nhưng ngay sau đó chiếc vạc đột nhiên dung chuyển dữ dội hỗn loạn đến mức gần như sắp nổ tung a à mộc lê tuyết nhịn không được nắm lấy một góc tay áo của trần mộc trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của cô bé lộ ra vẻ căng thẳng và lo lắng đứng yên cho ta thiếu niên da ngăm đen nghiến răng dùng 10 ngón tay cố gắng ấn xuống ngọn lửa phóng ra nhanh chóng bao phủ mọi ngóc ngách của chiếc vạc như muốn cưỡng ép chấn áp sự hỗn loạn trong vạc nhưng hắn ta không bao giờ nghĩ tới loại áp chế này tuy rằng cân bằng được lò lửa nhưng thực chất lại khiến ngọn lửa càng thêm mãnh liệt Bùng, ngọn lửa trở nên điên cuồng, giống như dã thú hung ác ăn thịt người, va đập loạn xạ trong lò, những vết nứt trên lò nhỏ dần dần hiện ra. Thấy vậy, những người có mặt lại kêu lên: "Nổ rồi, nổ rồi, lò này sắp nổ rồi." Tên ngốc này đúng là một kẻ vô dụng, hắn ta cho rằng có thể điều khiển lò dựa vào ngọn lửa miễn cưỡng kia sao? Xem ra, lần này hắn ta không những không luyện chế được Tam văn hổ dương đan mà lò cũng sẽ nổ rồi. Những người xung quanh lại chỉ trỏ. Những lời này rơi vào tai thiếu niên da đen giống như kim đâm vào người hắn ta nhìn thân hình đỏ bừng đau đớn của em trai hắn ta càng đau lòng hơn hừ tên nhóc ngu ngốc lục tùng âm thầm cười nhạo trong lúc thiếu niên da đen đang phân tâm ông ta đã hoàn thành hai bước điều khiển nhiệt độ và ổn định lò luyện một cách hoàn hảo ông ta lật lòng bàn tay lại ngọn lửa chìm vào trong vạc dễ dàng đưa toàn bộ linh dịch bên dưới lên từ đó cho thấy rõ ràng ông ta đã bước vào quá trình ngưng tụ cuối cùng chỉ cần viên thuốc này ngưng tụ xong cuộc thi đấu thuốc này sẽ kết thúc ngay lập tức Thiếu niên da ngăm đen cảm nhận được tình hình đối phương, nghiến răng nghiến lợi, phải liều thôi. Hắn ta di chuyển 10 ngón tay, ngọn lửa trong vạc nhanh chóng bắn ra, bao vây tứ phía, nâng toàn bộ linh dịch trong vạc lên. Sau đó, ngọn lửa xuyên qua linh dịch như những mũi kim, nhanh chóng kết nối lại. Tên nhóc này điên rồi sao, chẳng lẽ hắn ta muốn bỏ qua hai bước khống chế nhiệt cùng ổn định lò, cưỡng ép ngưng tụ đan dược sao? Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người không khỏi kêu lên ngạc nhiên. Phương pháp này chẳng khác nào tự tìm đến cái chết chỉ thấy ngọn lửa xuyên qua linh dịch dưới sự điều khiển của hắn linh dịch cũng được nâng lên đỉnh lò nhưng vào lúc này lò vạc đã hoàn toàn mất kiểm soát chiếc vạc lò cao gần giống hình người trở nên hỗn loạn và nhấp nhô ngọn lửa trong đó giống như sóng lũ đập vào thành trong của vạc cạch 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 một loạt âm thanh giòn tan nối tiếp nhau nhanh chóng truyền từ ra từ cả bên trong và bên ngoài lò ngọn lửa trong lò trào ra và cuộn lên một lúc sau khu vực xung quanh chìm trong biển lửa những người ở gần lò lũ lượt bỏ chạy để tránh bị ảnh hưởng bởi vụ nổ cuối cùng vẫn không được sao thiếu niên da ngăm đen nhìn thấy những vết nứt không ngừng mở ra trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng trong lòng cũng đã từ bỏ Kaka, đứa trẻ có linh căn tuyệt dương lo lắng nhìn anh trai mình Kaka thật vô dụng đôi mắt của thiếu niên da đen dần dần đỏ lên thân là một luyện dược sư hắn ta biết rõ mình đang đối mặt với một tình thế tuyệt vọng như thế nào rõ ràng là thuần âm thâm kình đan đã ở ngay trước mặt chỉ cần có thể đánh bại người kia hắn ta có thể cứu được mạng sống của em trai mình nhưng bây giờ hắn ta vẫn thất bại hắn ta căm hận căm hận sự bất tài của chính mình nếu hắn ta có thể trở nên mạnh mẽ hơn thuật luyện kim giỏi hơn hắn ta sẽ có thể cứu được mạng sống của em trai mình a mộc hai mắt lê tuyết dần nhắm lại cô bé không đành lòng nhìn thấy cảnh tượng này tiểu thư chúng ta có cần ra tay không cô gái áo xanh nhẹ giọng hỏi người phụ nữ xinh đẹp trước mặt trầm ngâm một lúc rồi gật đầu sau khi nhận được chỉ thị Cô gái mặc áo xanh chậm rãi thò một ngón tay ngọc từ trong tay áo ra, ánh lửa yếu ớt bùng cháy như một vì sao. Nhưng đúng lúc này, một ngọn lửa đen sẫm đã đi trước nàng ta một bước, lén lút bắn ra, xuyên vào trong chiếc lò nung trước mặt. Cảm nhận được ngọn lửa đen sẫm, cô gái mặc áo xanh khẽ mở mắt, đây là hồn hỏa. Ngay lập tức, đôi mắt xinh đẹp của cô gái không khỏi nhìn về phía đám đông phía trước, một chàng trai trẻ tuổi ẩn mình trong góc, đầu ngón tay hơi thò ra những dao động lạnh lẽo dường như có thể xuyên qua linh hồn dập dờn ẩn hiển nàng ta có thể cảm nhận được hồn hỏa vừa rồi là do chàng trai trước mặt bắn ra ở giới luyện dược này chỉ có một số rất ít người có thể sử dụng được hồn hỏa những người đó hầu như đều là tiền bối trong giới luyện dược đã đạt đến kỹ thuật luyện dược đỉnh cao chàng trai trước mặt nàng ta còn rất trẻ nhưng đã nắm giữ hồn hỏa mà ngay cả nàng ta cũng không thể kiểm soát được tiểu thư cô gái mặc áo xanh vội vàng nhìn về phía cô gái xinh đẹp trước mặt tuy nhiên cô gái đó chỉ khẽ giơ tay lên đôi mắt lạnh lùng cũng cũng lóe lên một tia ngạc nhiên nhìn về phía trần mộc nàng ta cũng là luyện dược sư đương nhiên biết hồn hỏa đại diện cho điều gì đầu ngón tay của trần mộc nhẹ nhàng ấn xuống ngọn lửa đen sẫm tiến vào trong vạc nhanh chóng phân tán thành tám ngọn lửa nhỏ mở ra như tám bàn tay to lớn chấn áp lò lửa đang dao động kịch liệt ngay lập tức ngọn lửa dần dần chìm xuống dưới chiếc vạc và trong quá trình chìm xuống này cho dù ngọn lửa do thiếu niên da đen có điên cuồng đến đâu thì chiếc vạc vẫn giống như một tảng đá giữ được sự cân bằng hoàn hảo mà không hề dung chuyển. Hải Trung Trầm Nguyệt trong mắt mỹ nữ lại lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đây kỳ thực chính là chiêu thức Hải Trung Trầm Nguyệt mà Bắc Huyền Kiếm Đế ngày xưa thường sử dụng. Lúc này, thiếu niên da ngăm đen cũng sững sờ tại chỗ, hắn ta ngạc nhiên phát hiện chân lò vốn vốn đang dung chuyển hỗn loạn, giờ phút này lại yên tĩnh đến lạ thường. Chuyện, chuyện này là sao? Thiếu niên da đen vô cùng sửng sốt, chẳng lẽ là có cao nhân bí ẩn nào đang bí mật giúp đỡ mình? Thiếu niên da ngăm đen vô cùng kích động, nhưng vẻ mặt vẫn không hề gợn sóng, buộc mình phải bình tĩnh lại. Hắn ta biết rất rõ, tuyệt đối không thể để cho vị cao nhân này bị phát hiện, nếu không thì sẽ coi như đang gian lận. Thiếu niên ra ngăm đen ngẩng đầu lên, sự chán nản và tuyệt vọng trong đôi mắt đen láy vừa rồi đã hoàn toàn biến mất. Hắn ta lại hưng phấn trở lại, nhanh chóng duỗi 10 ngón tay ra, ngọn lửa như những cây kim, một lần nữa xuyên qua quả cầu linh dịch chưa ngừng tụ kia. Linh dịch nhanh chóng kết nối với nhau, sau đó, cùng với thao tác trên bàn tay to lớn của thiếu niên, linh dịch được hợp nhất với nhau, nhanh chóng hội tụ thành hình. Những động tác này rất trôi chảy, không quá hoa mỹ, nhưng lại có thể dễ dàng ghép những linh dịch này lại với nhau. Còn chưa bỏ cuộc sao? Lục Tung phía đối diện cảm nhận được điều này, khóe miệng hiện lên một nụ cười khinh thường. Ngay sau đó, ông ta cũng xòe tay ra, những ngọn lửa biến thành vô số tia sáng bắn ra, xuyên vào linh dịch, giúp chúng tập lại với nhau. Hai người đồng thời đi đến công đoạn ngưng tụ đan dược, nhưng vào lúc này, tất cả mọi người đều ngạc nhiên phát hiện cái lò hỗn loạn trước mặt thiếu niên da ngăm này đã trở nên vô cùng yên tĩnh vết nứt khắp lò cũng không tiếp tục kéo dài chứ đừng nói đến việc nổ tung thằng nhóc này đã điều khiển được lò rồi tiếng la hét vang lên từ đám đông phải biết rằng việc điều khiển lò là phần khó khăn nhất trong toàn bộ quá trình luyện đan không ai nghĩ tên nhóc này có thể cưỡng ép ngưng tụ đan mà lò không bị nổ điều này quả thực khó có thể tin được ngọn lửa trong lò thiêu đốt mãnh liệt linh dược tròn trịa óng ả dần thành hình một mùi thơm thoang thoảng chậm rãi lan tỏa tràn ngập không gian chỉ cần hít một hơi sẽ khiến tinh thần mọi người trở nên phấn chấn đan dược do lục tùng luyện chế là bách hoa định thần đan bề mặt của nó có nhiều hoa văn phức tạp và tinh xảo khi hương thơm của đan dược lan tỏa những bông hoa đủ màu sắc cũng nở rộ phía trên vạc trông vô cùng đẹp mắt ngược lại tam văn hổ dương đan của thiếu niên ra ngăm đen dưới lớp vỏ ánh đỏ nâu có ba đường vân trông giống như một con hổ mơ hồ tỏa ra một luồng khí tức dữ tợn ngưng tụ thành một cái đầu hổ sống động như thật xuất hiện phía trên vạc đầy uy nghiêm và bá đạo đan dược của hai người được hình thành cùng một lúc. Sau đó, hai người đồng thời thu lửa về, hai viên thuốc hóa thành ánh sáng bắn ra ngoài, rơi vào lòng bàn tay của hai người. Quá trình luyện đan đã kết thúc, thiếu niên da đen nắm chặt viên thuốc trong tay, khuôn mặt kiên quyết vốn có dần dần lộ ra nụ cười rạng rỡ. Ta đã thắng, hắn ta giỡn tay ra, đan dược hình tròn gần như hoàn hảo đang nằm trong lòng bàn tay hắn ta. Đây chính là Tam Văn Hổ Dương Đan. Tất cả mọi người đều sững sờ. Thành, thành công rồi. Tam Văn Hổ Dương Đan, không ngờ tên nhóc này lại luyện chế ra đan dược này làm sao có thể mọi người tập trung xung quanh đồng loạt mở to mắt không thể tin nổi trên khuôn mặt xinh đẹp của lê tuyết cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên bàn tay nhỏ bé kích động kéo một góc ống tay áo của trần mộc a mộc hắn thắng rồi hắn thắng rồi trần mộc chậm rãi thu tay lại hồn hỏa trong vạc hoàn toàn tiêu tán khóe miệng cũng cong lên mỉm cười thiếu niên này quả nhiên không làm hắn thất vọng tuy đã được hắn giúp khống chế lò luyện nhưng quá trình ngưng tụ đan dược cũng không hề dễ dàng Thiếu niên ra ngâm trước mặt chỉ là luyện dược sư cấp 4 nhưng có thể hoàn thành việc ngưng tụ Tam Văn Hổ Dương Đan cấp 5, đủ để nhận thấy tài năng luyện đan của hắn ta thực sự rất tốt. Lục đại sư, ta thắng rồi, theo thỏa thuận, thuần âm thâm kình đan sẽ là của ta." Thiếu niên ra ngâm đen mỉm cười. Mặc dù đều là đan dược cấp 5, nhưng Tam Văn Hổ Dương Đan quý giá hơn Bách Hoa Định Thần Đan rất nhiều, đồng thời cũng khó luyện chế hơn. Vậy là, trong trận đấu đan này, thiếu niên đã chiến thắng hoàn toàn.